anh đua trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non nước cháy bùng lên lửa cương quyết và tung gông xiềng. Anh em ơi đêm cho chúng tạm biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây la, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng sờ sang thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đuôn đêm không cùng nấu đùm lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước, giữ bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đồi, đốt thêm đuốc tình dòng bừng hùng khí của non sông, bùng bùng lên hơi đốt thiêng soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thiêng muôn đời tiếp nối, sáng trong gió mưa mịt mù, sáng trong bão giông trùng trùng, lửa thiêng hơi dâng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đua trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai Lam Sơn phất cao cờ phục vua, một chiều chứng dụng tin trong mê linh vang trời. Anh em ơi khắp cả dù phai phôi và ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng sẽ mang đuốc tin về rừng ngày mới giữa non sông. Anh em ơi xin hãy làm anh đua trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, tung gông xiềng. Anh em ơi đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây la, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng sờ sang thêm lời thề giải phóng quê ta. Anh em ơi xin hãy làm anh đua đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non bình an lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn. Anh em ơi quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đồi, đốt thêm đuốc tin dòng bừng hùng khí của non sông, bùng bùng lên hơi đốt thiêng soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đốt thiêng muôn đời tiếp nối, sáng trong gió trùng sáng trong bão giông mù, lửa thiêng hơi bùng lên trong lòng nước tôi. Anh em ơi xin hãy làm anh đua trong đêm dài sáng lên chiều mầm tương lai, mai Lam Sơn phất cao cờ phục vua, một chiều chứng dụng tình trong mê linh vang trời. Anh em ơi khắp cả dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm, truyền cho nhau máu xương dòng anh hùng sẽ mang đuốc thiêng về rừng ngày mới giữa non sông. Xin gửi lời chào đến tất cả cô chú bác, các anh chị, các em yêu thương. Hôm nay thứ năm rồi, nhanh quá. Trang rất là vui gặp lại mọi người, rất là nôn. Thì cô chú và các anh chị biết trong mấy ngày qua thì cái vụ ký sinh trùng gì đó vẫn còn rất là xôn xao. Thì bây giờ mở đầu chương trình thì cũng như thường lệ, Trang sẽ xảo sự ngày thứ năm của bác Trương Nhân Úc. Có cái bút danh truyền tin là Úc Bạch Lan.
Thì trên mời cô chú bác và các anh chị mình cùng với nhau để đầu tiên thì mình xạo sự cái thứ năm cái nha. Rồi sau đó rồi Trang sẽ hát những nhiều bài hát hay, rồi sẽ chia sẻ rất là nhiều vấn đề. Là Trang chỉ sợ là không có đủ thời gian thôi à, tại thời gian nó qua nhanh quá, nhiều khi nhìn lại cỡ 4 tiếng hơn rồi mà cũng chưa có nói hết nữa. Chắc là Trang cũng hơi nhiều chuyện cho nên nói hoài không có hết. Thì hôm nay bác Trương Nhân Út phải xạo sự một chút xíu về cái chữ ngu. Thì hôm qua đó bác nhắn cho Trang là bác có coi cái chương trình YouTube số 27A Hát cho quê hương tôi của Trang, thì làm cho bác khiến nhớ nhớ cái quê Mỹ Tho quá trời đi. Tại vì lúc mà Trang ngâm cái bài thơ cô chú bác các anh chị nhớ không, đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ đó, đèn Mỹ Tho ngọn tỏ ngọn lu, anh về học lại chữ nhu, chín trăng em đợi, hò ơi mười thu em chờ. Thì bác mới nói là Chen là dân chính gốc, là dân Nam Kỳ Lục Tỉnh, cho nên khi mà nói tới mấy cái câu này thì dĩ nhiên là Chen phải thuộc nằm lòng rồi, tại vì nó khắc ở trong máu của Chen từ hồi nhỏ rồi. Thì bác nói tôi xem và nghe tới đây thì bỗng tôi ngồi tôi cười mỉm mỉm một mình. Tôi cười bởi vì 2 hôm trước tôi có xem cái đài tàng hình xin anh bác rất là vui tính, cái đài truyền hình CNN chiếu lại cái ngày họp đại hội đảng dân chủ ngày 17 tháng 8, cái bà Michelle Obama thượng đài múa mai phát ngôn như là kẻ thiếu học cuồng tín. Thì bà nói thế này: nếu các bạn nghĩ mọi thứ không thể tồi tệ hơn nữa thì nước Mỹ thì bạn đã sai. Điều tồi tệ hơn nữa sẽ xảy ra nếu chúng ta không thay đổi trong cái kỳ bầu cử này. Bà Michelle vẽ một cái bức tranh về tình hình bất ổn ở Mỹ hiện nay, từ dịch bệnh, tranh cãi đeo khẩu trang cho tới vấn đề phân biệt chủng tộc, di dân và biểu tình. Bà nói: đáng buồn thay, đây là nước Mỹ dành cho thế hệ tiếp theo. Điều này không chỉ thất vọng mà còn đáng tức giận. Sau đó, bà còn cho rằng cuộc bầu cử năm 2016 là bất hợp lệ, bất hợp pháp. Ông Trump thua phiếu phổ thông của bà Hillary. Còn lớn giọng cho rằng ông Trump là ngụy tổng thống mới là rùng rợn chứ. Dù gì thì tuổi của bà sinh năm 1964 thì cũng đáng là con gái của ông Trump. Bà tốt nghiệp luật sư, làm quản trị viên cho một đại học của Hoa Kỳ, và tối quan trọng là bà từng là bà đệ nhất phu nhân của một siêu cường, cái gì cũng nhất của cả thế giới hiện nay. Tuy nhan sắc không có được toàn vẹn cho lắm nhưng bà có học, bà phải hiểu rằng cái nết đánh chết cái đẹp. Và đối với chồng bà phải thể hiện là giàu vì bạn và sang vì vợ chứ. Thằng chồng bà vốn đã như là một cái thằng hề, bà vốn là cái cô bé lọ lem thời lai đồ điểu, thành công dị hợm, nhảy bàn độc lên làm ông tổng thống, bà tổng thống. Một năm có 365 ngày thì hai vợ chồng không bao giờ có mặt ở tòa Bạch Ốc, chỉ có gần phân nửa thời gian. Nào là nghỉ dưỡng sức với những cái hình ảnh ông tổng thống Hoa Kỳ mặc cái quần slip chạy lông nhông trên bờ biển sang trọng bậc nhất nào đó, tay chân đầu mặt đen thui như là cái than Quảng Ninh. Nào là cả hai vợ chồng được nhiều nguyên thủ quốc gia cùng phu nhân khắp thế giới đón tiếp bằng cái thảm đỏ, yến tiệc linh đình. Có lần ông hề Obama nhà bà hứng chí ôm vũ nữ nhảy tango, té lên té xuống y chang như là Michael Jackson. Trước mặt vợ chồng tổng thống Ba Tây hay là Peru hay là Argentina gì đó, thành tích của chồng bà nhắc lại không cần thiết vì cả thế giới ai cũng biết rồi. Ai cũng biết chồng bà bắt tay thủ tướng Nhật Bản và nhiều nguyên thủ khác mà phải khom lưng xuống. Ai cũng biết chồng bà đến họp thượng đỉnh mà phải chui cái cửa hậu của cái chiếc Air Force One. Ai cũng biết chồng bà sau khi mãn nhiệm kỳ tổng thống đã trở thành triệu triệu phú.
kể ngàn năm cũng chưa hết. Bà cũng không cần đánh bóng tân bốc cái ông già khoái ôm và hung bái đần, vì ai ai cũng quá rõ cái ông già dịch này rồi. Đảng Dân Chủ đưa ông ra ứng cử chẳng qua là tô điểm thêm cho sân khấu chính trị Mỹ có thêm chút một vài danh hài nổi tiếng chọc cho chúng chửi cho vui. Đáng lẽ ra bà là vợ ông, bà phải nâng niu nhìn giữ những thành tích kỳ vĩ của chồng bà. Bà phải bảo vệ một thời vàng son của vợ chồng bà, để một mai có thêm một hàng không mẫu hạm hay một phi trường quốc tế nào đó mang tên của chồng bà là Barack Obama. Cớ chi bây giờ ma hành quỷ ám gì mà bà nhảy lên đài tử sĩ phát ngôn một cách ngu xuẩn như vậy, để cho người ta moi móc những cái tồi tệ xấu xa nhất của cả hai vợ chồng bà phơi bày trước văn võ bá quan của triều đình vũ trụ này. Hay vì bà mong muốn Biden đắc cử để vợ chồng bà tiếp tục làm giàu qua những cái mối mai làm ăn buôn bán với cái thằng chạch khựa phải không? Rồi bây giờ bà có nghe ông Trump phán chưa? Tổng thống Trump đã tweet trả lời ngay sau khi xem xong cái đoạn video của bà Obama. Có ai đó làm ơn giải thích cho bà Obama là Trump sẽ ở tòa Bạch Ốc sang trọng đẹp đẽ này nếu không vì chồng bà là Barack Obama đã chẳng làm được cái gì cả trong cái cương vị tổng thống. Hai vợ chồng bà cũng đã miễn cưỡng ủng hộ Sleepy Joe Biden khi không còn lựa chọn nào khác. Nội các của tôi và chính tôi đã tạo ra thành tích kinh tế có 102 trong lịch sử của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chúng tôi đã làm ngược lại hay ngừng bất cứ chương trình nào của chồng bà. Turn it up. Và nhờ thế cứu hàng triệu mạng người, 24% gia tăng số nông gia thời Obama khai phá sản, và nợ tổng cộng của nông gia lên đến 416 tỷ Mỹ Kim. Chúng tôi đã xây dựng một nền kinh tế tốt hơn xưa, công ăn việc làm đã thăng tiến trở lại, thị trường chứng khoán của Nasdaq cũng đã lên cao kỷ lục rồi, thị trường khác cũng sẽ noi theo. Ngồi mà xem nha. Nội các Obama là một chính quyền thối nát nhất trong lịch sử nước Mỹ. Kể cả chuyện thật là đã đặt tình báo theo dõi ban vận động bầu cử của chúng tôi vào năm 2016. Đây là một sự căng đan chính trị lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tội này được gọi là tội phản quốc, hay là hơn thế nữa. Cảm ơn bà Michelle đã phát biểu những lời lẽ êm đẹp này. Trên đời có 1001 cái ngu. Bà đã dành hết 1000 cái rồi thì bà cũng phải chừa lại một cái ngu để cho thiên hạ chia nhau chứ. Chắc hẳn bà nghĩ rằng bà tuyên bố như vậy sẽ hốt được phiếu của cử tri dân chủ da màu. Không biết bà có nghĩ đến phản ứng nghịch không? Tôi chắc chắn là bà cũng đã có nghĩ đến, nên tôi thông cảm với bà, vì bà là và vợ chồng bà vốn là kịch sĩ rất là tài ba. Chỉ làm và nói những gì theo phán quyết của ông đạo diễn ở Nhà Đen trên Nhà Trắng. Vì ai ai cũng nhìn thấy rõ, nhận ra sự thật trước tình hình chính trị đang diễn biến sôi động hàng giờ, hàng ngày. Không những nội tình của nước Mỹ, mà còn liên quan đến cả sự thay đổi của một thế giới trong cái giai đoạn lịch sử này. Không thể nào một sớm một chiều thay đổi tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới được. Thay đổi một tổng thống Cộng Hòa sang một tổng thống Dân Chủ trong giai đoạn này đồng nghĩa với sự thay đổi toàn bộ cả một chính sách, mà chính sách Dead by China đã được soạn thảo từ mấy chục năm trước rồi. Có thể là ngay sau khi ông già gân cố tổng thống đã hùng hồn tuyên bố, tức là ông Reagan, Mr. Gorbachev, tear down this world, năm 1989. Có người đã ví von rằng ông Trump nhường lại cho Biden thì chỉ trong vài năm toàn dân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu nói cái tiếng này. Ngồi con nì thén à, nì ùm thén à, ngồi tạ nì xì à. Và sẽ bắt đầu sực xì dầu, bắt đầu ăn tàu hũ hết trơn cho coi. Nghe qua tưởng chừng như đảng Dân Chủ và ông bái đần có nội công thần long thập bát chưởng, nhưng gặp phải thất thương quyền của Kim Mao Sư Dương. Và chờ đến ngày
3 tháng 11 cũng đã gần kề. Út Bạch Lan tôi bắt chước cái cô trên phạm cũng ngâm thơ cho nó vui vui. Bác nói vậy chứ bây giờ con là người ngâm nè, phải gì bác có đây bác ngâm đi. Vậy bây giờ trên ngâm ha, đây là thơ của bác Út làm ha. Đèn nhà trùm ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Obama ngọn tỏ ngọn lu, mi treo về học lại chữ ngu, mấy trăng ta cũng đợi họ, mấy trăng ta cũng đợi, mấy thu ta cũng chờ. Hôm nay xin mời bia Tusker, loại bia đặc biệt của quê hương Obama, quê hương mà nghèo lắm ai ơi, mùa đông thì thiếu áo, mùa hè thì phải phơi CU. Xem Michelle nhảy street dance, thưởng thức vài món ăn truyền thống của dân Kenya và relax. Thân chúc, kính chúc tất cả mọi người, mọi người một ngày vui vẻ, trẻ trung, lạc quan, yêu đời và yêu người. Trên vừa chia sẻ với cô chú bác và các anh chị sợ sự ngày thứ năm của bác Trương Văn Út với cái bức danh truyền tin là Út Bạch Lan. Dạ cảm ơn bác, nhưng mà bác làm thơ xong rồi bác nói là tôi bắt chước cô Tranh Phạm ngâm thơ cho vui, nhưng mà bác không có đây ngâm, cuối cùng con cũng là người ngâm đó, thì bác thiếu nợ con, cho nên bác nhớ ngày thứ bảy bác phải làm một cái bài thơ hay là một cái câu chuyện gì đó, bác phải trả nợ này cho con nghe. Bữa nay là con ngâm cho bác rồi đó. Thì cô chú bác và các anh chị thấy rất là vui phải không? Bác chúc cho mọi người vui vẻ, trẻ trung, lạc quan, yêu đời, yêu người. Cho nên sẵn ở đây á, Trinh sẽ hát cái bài hát này cho nó vui vẻ, xôm xôm cái đã. Rồi bắt đầu mình sẽ vô những cái chương trình khác nữa. Dạ cô chú bác chờ cho anh cái, cho anh lấy cái bài hát này nha. Rồi cho anh có đây. Bài hát này lâu rồi, xưa rồi đó, nhưng mà Trinh chưa có hát cho cô chú bác và các anh chị nghe lần nào hết trơn. Một bài hát của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, rất là vui. Bài hát có tựa là Tôi Muốn. Bây giờ Trinh sẽ hát cái bài này để mà bắt đầu cho cái chương trình vui vẻ ngày hôm nay. Xin mời cô chú bác và các anh chị nghe nha. Tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc thương đời.
nhau, khóc oan ghét, khóc gây hận sâu. Tôi muốn đời hết nghĩa thương đau, tôi muốn thấy tình yêu ban đầu. Em có thấy hoa kia mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời, như hạnh phúc thoáng qua mất rồi, giờ đâu còn tìm được nét chú và các anh chị biết không, cái bài này nó lâu lắm rồi, và trên cũng có đọc sơ qua về cái tiểu sử của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Thì trong những cái sáng tác của ông á thì cũng nhìn thấy được cái cuộc đời nó thăng trầm lên xuống rất là nhiều. Có những lúc thì ông cũng có niềm vui, và có những lúc cũng tột cùng ở trong cái sự đau khổ hoặc là dằn vặt hoặc là đủ thứ chuyện trong cuộc sống. Thì đây là những cái bài hát mà trên thấy nó rất là có ý nghĩa, mà thật sự vui khi mà tìm ra được và hát cho cô chú bác và các anh chị nghe. Trên vui lắm, một bài hát rất là xưa. Thì hôm nay thì Trên cũng làm chia chương trình ra làm hai phần. Phần đầu mình sẽ nói về những cái đại lộ kinh hoàng mùa hè đỏ lửa năm 1972, và tiếp theo đó dẫn thì cô chú và các anh chị biết là Trên rồi đó. Trên không bao giờ mà không có chương trình nào mà Trên không nói về cộng sản hết á. Cho nên thật sự cái lũ ký sinh trùng mấy ngày nay thì nó vẫn còn đó, cái dư âm vẫn còn rất là sôi nổi, chứ chưa có chìm xuống được đâu. Cho nên chúng ta phải tiếp tục nói. Thì bây giờ Trên sẽ chia sẻ với cô chú bác và các anh chị, tại vì cũng nhiều chương trình Trên cũng có nói, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi sâu hơn. Vì sao mà hồi xưa Trên cũng có nghe các bác kể lại, trong những cái bài hát cũng có cái chữ là đại lộ kinh hoàng, hay còn gọi là đại lộ buồn thiêu. Thì nhiều lúc Chen cũng nói thật lòng lắm, và Chen thế hệ của Chen sanh ra là đâu có chiến tranh nữa đâu, nhưng mà Chen phải học, phải tìm hiểu và phải nói gót những cô chú bác, những người đi trước mà Chen gọi là những bậc tiền bối. Tại vì thế hệ của Chen, thế hệ trẻ bây giờ, nếu không có những người đi trước, những cô chú bác, các anh chị nào biết chuyện hoặc là biết về lịch sử nên phải truyền lại cho thế hệ sau, thì Chen là một người rất là ham học, cái gì Chen cũng học, học mới biết được. Thì sau cái hiệp định Genève năm 1954, thì kết quả của trận Điện Biên Phủ, sau khi quân Pháp đồn trú tại địa thế Lòng Chảo này đã đầu hàng vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Nhưng để thắng phe đối phương trên bàn hội nghị thì số lượng máu và thay người Việt đã phải đổ ra trên khắp chiến trường cũng không hề nhỏ. Biết được đại giá của máu là sự thành công, và khả năng của máu là vô biên. Máu có thể san bằng ưu thế của kẻ địch trên mọi lĩnh vực, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Nên Cộng sản Bắc Việt đã phung phí máu, xương của nhân dân, bộ đội, đảng viên, đồng chí. Đẫm máu là đặc tính của Việt Cộng trong chiến thuật đánh biển người, trong phương pháp đấu tranh bạo động, trong những cuộc tranh thanh trừng nội bộ. Võ Nguyên Giáp đã từng tuyên bố với tính cách sử dụng máu xương người của dân miền Bắc. Nếu phải hy sinh 2/3 dân số để giành lại được tổ quốc trong tay ngoại bang thì ta cũng làm.
theo tài liệu của Trung Cộng đã tiết lộ trên truyền thông và tờ Hoàn Cầu Thời Báo. Và phe không ưa giáp trong nội bộ đảng đã tiết lộ thông tin trên báo Lề Phải với bài viết Võ Nguyên Giáp đã thành danh với chiến thắng Điện Biên Phủ do Mao Chủ tịch từ tháng 6 năm 1950 đã đề cử Đại tướng Trần Canh và đoàn cố vấn chính trị do đồng chí La Quý Ba đứng đầu sang Việt Nam trực tiếp lãnh đạo chỉ huy trận đánh và có luôn quân giải phóng Trung Cộng cùng chiến đấu trong hàng ngũ bộ đội Cộng sản Bắc Việt. Đêm trước khi đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc lên đường sang Việt Nam, Chủ tịch Mao Trạch Đông, Phó Chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ, Tổng Tư lệnh Chu Đức, Mao Chủ tịch nói: "Lần này các đồng chí đi làm cố vấn là một việc lớn, việc mới. Đảng và nhà nước, quân đội chúng ta lần đầu tiên đi qua Việt Nam để chiến đấu. Việc này có ý nghĩa rất quan trọng là chúng ta giúp đỡ đánh trận tốt. Hiện tại Việt Nam vẫn là chủ yếu đánh du kích, chưa đánh qua những trận đánh tương đối lớn, nhưng chỉ đánh du kích chiến là không có ổn. Muốn giành được thắng lợi còn phải đánh những trận lớn hơn. Có phải có thể đánh là công kiên chiến, có thể đánh vận động chiến mới có thể chuyển vào phản công đánh bại quân Pháp. Chúng ta với vai trò cố vấn thì là cố vấn, nhưng trên thực tế chính là tham mưu. Làm tham mưu tốt cho các đồng chí lãnh đạo Việt Nam. Tham mưu chính là đề xuất chủ trương, nghĩ biện pháp, hiệp tác giúp đỡ lãnh đạo. Trước mặt quần chúng Việt Nam không thể biểu hiện ra thái độ kiêu ngạo của chúng ta là người chiến thắng. Phải thực hiện tốt đoàn kết với các đồng chí Việt Nam, đặc biệt là phải thực hiện tốt đoàn kết với những người lãnh đạo Việt Nam. Trong trận đánh Điện Biên Phủ thì Đại tướng Trần Canh, đồng chí Vi Quốc Thanh lập tức hội kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời ra tiền tuyến cùng với các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam chỉ huy tác chiến với quân Pháp Việt đồn trú tại căn cứ Điện Biên. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến công quy mô lớn, sự hợp tác giữa hai bên vô cùng ăn ý, cùng tiến hành nghiên cứu bố trí tác chiến, phương pháp tác chiến, vận dụng chiến thuật, kế hoạch rất chu toàn và bí mật. Đứng trước tình hình quân địch bố phòng nghiêm mật, công sự kiên cố, hỏa lực mãnh liệt, cố vấn Trung Cộng đã chỉ huy với phương án công địch hiệu quả, lại có thêm sự phối hợp của chí nguyện quân từ Triều Tiên sang Điện Biên Phủ giúp đỡ chỉ đạo thực thi các tác chiến hầm hào, thu được những hiệu quả tốt. Ngưng trích tài liệu chiến thắng Điện Biên Phủ, nhà xuất bản Hà Nội. Sau Hiệp định Geneva 1954, đất nước Việt Nam bị chia đôi và trở thành hai quốc gia với hai chế độ khác nhau. Miền Bắc do Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Bắc Việt cai trị với thể chế xã hội chủ nghĩa, làm thành đồng lũy thép cho khối Cộng sản quốc tế do Nga với khối Xô Viết tạo lãnh đạo. Miền Nam do Tổng thống và Chính phủ lập thành nền Cộng hòa, làm tiền đồn chống Cộng tại Đông Nam Á Châu cho thế giới tự do. Miền Bắc với tiềm lực quân sự và nguồn viện trợ dồi dào từ khối Cộng sản quốc tế, lại có thêm những nước châu Âu sau đệ nhị thế chiến vì bị Mỹ áp lực phải giải thực, trao trả thuộc địa lại cho các tiểu quốc Đông Dương, Trung Á, Phi Châu mà họ đã chiếm từ cả những thế kỷ qua. Như thế thì bèn hiềm thù với Mỹ, nên họ lén lút ngầm trợ giúp Cộng sản Bắc Việt nhiều lãnh vực tình báo cho tới công khai trên mặt ngoại giao để chống Mỹ và hãm hại Việt Nam Cộng hòa. Do vậy, Cộng sản Bắc Việt đã không tuân thủ Hiệp định Geneva và âm mưu phát động cuộc chiến quân sự để đánh chiếm miền Nam. Tuy vậy, để che mắt giới ngoại giao là Bắc Việt có nghiêm túc trong điều khoản ngưng bắn chiếu theo Hiệp định Geneva, không hề đưa quân xâm chiếm miền Nam, Bắc Việt đã tổ chức mặt trận giải phóng miền Nam với những cán bộ tiềm phục ở miền Nam và ra mắt năm 1960, kêu gọi dân chúng miền Nam nổi dậy lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Bắc Việt cũng đã chuyển lực lượng bộ đội chính quy và thành lập căn cứ hậu cần chứa quân lương và vũ khí dọc theo đường mòn Hồ Chí Minh. Báo chí ngoại quốc gọi là Hồ Chí Minh Trail. Từ Bắc Việt qua Lào Miên
Và từ những căn cứ địa này, quân Bắc Việt đã xâm nhập đánh trận địa chiến vùng Tây Nguyên và miền Tây Nam miền Nam. Sau trận thảm bại Tết Mậu Thân 1968 với hơn 80.000 người cán binh diệt cộng trong mặt trận giải phóng miền Nam và một số bộ đội chính quy Bắc Việt bị lực lượng quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt, chỉ còn một số ít cán bộ cốt cán lãnh đạo Trung ương Cục R như là Võ Văn Kiệt, Phạm Hùng, Trần Văn Trà đã chạy thoát qua miên. Từ sau trận tổng công kích Mậu Thân thất bại này thì phía Cộng sản Bắc Việt không còn ẩn giấu, che đậy ý đồ xâm chiếm miền Nam bằng quân sự nữa. Thực chất là Hà Nội đã và cùng Mỹ đã cùng toan tính thâm độc là mượn tay quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt thành phần mặt trận giải phóng miền Nam vốn có liên hệ mật thiết với đảng Cộng sản Trung Cộng. Mao Trạch Đông đã âm mưu yểm trợ cho phe Nam Cộng này với ý đồ riêng, không muốn ngã theo Nga và khối Xô Viết đang dốc toàn lực yểm trợ cho Cộng sản Bắc Việt Hà Nội. Bắc Việt đã chuẩn bị với tổng lực lượng quy mô lớn cho chiến dịch xuân hè năm 1972, miền Nam chúng ta gọi là mùa hè đỏ lửa. Vào ngày 30 tháng 3 1972, Cộng sản Bắc Việt bất thần mở chiến dịch xuân hè 1972, đồng loạt xua đại quân chủ lực với chiến xa tăng 54, đại bác bắn tầm xa Tân Tiến, lực lượng súng phòng không vượt qua cầu Hiền Lương, sông Bến Hải mở mặt trận tấn công từ thị xã Quảng Trị, Hải Lăng, huyện Phong Điền, vùng Trị Thiên. Đến tháng 5 1972, quân Bắc Việt đã chiếm được thành cổ Đinh Công Tráng, Quảng Trị và Thừa Thiên. Cùng lúc thì quân Bắc Việt từ những căn cứ địa ở miên Lào đã tràn vào vùng Tây Nguyên miền Nam mở mặt trận địa mới với lực lượng xe tăng, pháo phòng không và hơn 50.000 cán binh của Diệt Cộng tấn công vào Kon Tum, Bình Long, An Lộc và một số quận lỵ miền Nam. Trước sự tấn công của quân Bắc Cộng như Vũ Bảo với lực lượng lớn tràn qua Đông Hà, Quảng Trị đã áp đảo quân ta, nên cấp chỉ huy quân sự miền Nam cho lệnh lui quân để mà tái phối trí, ngăn chặn và chống trả với đại quân Bắc Việt trên mặt trận địa chiến có tầm vóc chiến lược với hàng trăm ngàn quân. Sự việc lui quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa để trấn giữ những cái cứ điểm quân sự trọng yếu đã tạo thành một hành lang di tản gồm có hàng nhiều chục ngàn quân dân, những ông bà già, đàn ông, phụ nữ, trẻ con, bồng bế dắt nhau trong cơn sợ hãi kinh hoàng cố để vượt qua vùng lửa đạn, tháo chạy trên con đường tử thần trống trải, chỉ có những đụn cát khô, không nhà cửa làng xóm, dài hơn 9 km từ cầu Bến Đá tới cầu Trường Phước, dưới trời nắng gắt như thiêu đổ. Là mục tiêu để cho pháo thủ Bắc quân hướng rừng từ rừng Trường Sơn và vùng vừa chiếm đóng, đang sai máu tha hồ nã đạn, đã bắn trực xạ vào đoàn người. Rồng rắn di tản gây biết nỗi kinh hoàng và bi phẫn cho toàn thể quân dân miền Nam. Từ đấy, con đường tử thần này đã được các ký giả, phóng viên ngoại quốc đặt tên là Đại lộ Kinh Hoàng, hay còn gọi là Đại lộ Buồn Thiêu. Giữa tháng 6 năm 1972, quân đội Việt Nam Cộng Hòa phản công chiếm lại thành cổ Đinh Công Tráng, giải tỏa Quảng Trị, Thừa Thiên. Sau chiến trận, quân dân miền Nam đã tận tụy thu nhặt được hơn 2.000 xác chết, còn tương đối là còn hình thể một con người để chôn cất với phần mộ tử tế, còn số lớn đã bị đạn pháo bắn nổ sát dung giải, đang phân hủy như lớp nhựa thịt người ăn qua lớp cát, lớp đất, nhựa đường, hôi thối kinh hồn. Công binh đã phải sử dụng xe cày đào hố huyệt để chôn cất hàng nhiều ngàn xác người ở vùng Quảng Trị, Thừa Thiên vào mộ phần. Đến 1973, chính phủ làm cuộc kiểm kê nạn nhân bị thảm sát trên đại lộ Kinh Hoàng. Qua thân nhân kê khai đơn báo tử hành chánh thì tổng cộng có hơn 20.000 quân dân bị pháo thủ Cộng sản Bắc Việt bắn chết. Tới ngày nay, sau gần nửa thế kỷ, tại đoạn đường quốc lộ 1 là đại lộ Kinh Hoàng có ngôi miếu thờ quan hồn của những người miền Nam bị quân Bắc Cộng thảm sát. Có nhiều hiện tượng tâm linh, hiện tượng rất là hy hiển và chứng tích tội ác của bọn đồ tể Cộng sản Bắc Việt tử hình dân chúng miền Nam bằng cách nã đạn súng pháo. Vài năm trước, nhân kỷ niệm chiến thắng Điện
chiến thắng dịch xuân hè năm 1972, đài truyền hình VTV trong nước đã có mời tên cựu đại tá Nguyễn Việt Hải, chỉ huy trung đoàn pháo Bông Lau của Quân đội Nhân dân xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên trực tiếp phỏng vấn cùng với tác phẩm Mùa hè cháy của y đã xuất bản năm 2005. Tác giả đã viết thật rõ ràng và khoe cái chiến tích của y là người chỉ huy trực tiếp cho đơn vị pháo khai quả tập trung, pháo 122, pháo 130 và pháo 155 mà hắn gọi là trận địa pháo cường tập đồng độ, đồng bộ bắn trên đoạn đường quốc lộ 1 vào đám ngụy trên đường bỏ chạy, là chiến tích và là thành quả vào ngày 1 tháng 5 trong chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972. Cô chú và các anh chị biết không, trên trình bày với cô chú và các anh chị về cái thành tích diệt chủng mà của người dân Việt trong cái sự việc và quân cộng sản Bắc Việt đã nã những cái đạn pháo bắn thẳng vào đoàn người chạy tránh chiến tranh, thì họ là người dân hiền lành vô tội và cũng không có một cái tất sắc gì trong tay hết á. Đó là những người dân hiền lành, quân đội là phải bảo để bảo vệ đất nước và dân tộc trước ngoại xâm, chứ không phải là để bảo vệ đảng cộng sản và nhà nước để trấn lột hà hiếp cướp của giết dân như vậy. Chỉ có cái giới chấp bu chính quyền lãnh đạo Bắc Bộ đã ngã ngũ và làm tay sai cho Tàu Cộng, vì thế những cái thế lực bao che để cai trị dân chúng mà thôi. Còn lại đại đa số dân Việt không bao giờ cam chịu làm dân bị nồi Hán đô hộ. Tinh thần quật khởi chống Tàu đã như là khí hạo nhiên chảy lưu trong huyết quản kết tinh từ ngàn xưa. Sẽ tới thời điểm người dân nổi dậy cách mạng đánh đổ cái bọn Hán thất ba đình này. Vì sao mà trên thường hay nhắc lại những cái sự kiện lịch sử? Bởi vì cô chú và các anh chị biết không, theo như cái suy nghĩ của Chen á, riêng bản thân Chen thôi, nếu mà Chen sống mà Chen không biết gì lịch sử thì rõ ràng là Chen cũng như thế hệ trẻ bên Việt Nam bây giờ, là Chen đã gọi là chính sách ngu dân này, chúng đã xóa hết lịch sử rồi. Cho nên phải có lịch sử thì mới có hiện tại. Cho nên lúc nào Chen cũng tìm hiểu là hai bên, tại vì không có bên nào, bây giờ bên bọn cộng sản Bắc Việt, bọn cộng sản đảng cộng sản thì nó lúc nào nó cũng chửi bên Việt Nam Cộng Hòa, chửi là những kẻ phản quốc, nhưng mà Chen không có thấy cái điều đó. Cho nên nếu mà Chen không biết được sự thật á, thì trong lòng rất là khó chịu. Cho nên những cái gì mà họ chửi những người Việt Nam Cộng Hòa, họ nói xấu, họ nói oan ức gì đó, thì Chen càng phải đi tìm hiểu, chứ không thể nào mà mình có thể nghe theo rồi mình cứ cho nó là đúng. Hoặc là bên Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy, người nào cũng có cái lý riêng. Nhưng mà Chen chỉ tin một điều thôi, lịch sử và sự thật thì lúc nào cũng là sự thật, và không có thể nào, không có ai có quyền thay đổi lịch sử, thay đổi sự thật cả. Tốt xấu gì thì cũng phải là sự thật, chứ không phải là bên phe giặc nó nói nó tốt, nó chửi phe mình là xấu, và bên phe mình thì chửi phe giặc là xấu, là ác hoặc là gì đó. Tất cả sự thật thì phải dựa vô sự thật. Bởi vậy nên Chen muốn lúc nào cũng muốn chia sẻ với cô chú bác những cái giá trị lịch sử và những cái điều chân thật nhất. Và những cái cô chú bác mà Chen từng tiếp xúc á, Chen gọi là những cái lão luyện tiền bối á, đã thật sự là những người chứng kiến và là người thật việc thật vẫn còn sống để mà có thể viết ra được những cái trang sách, những trang lịch sử chính xác để cho con cái, con cháu sau này có thể biết được cái sự kiện lịch sử. Cho nên Chen rất là cảm ơn những bậc tiền bối này, những cô, chú, bác và các anh chị, những người đã hiểu biết hơn Chen rất là nhiều và đã gửi cho Chen những cái thông tin này. Chen vô cùng biết ơn. Tại vì nếu mà không học thì sẽ không biết, và cũng nếu mà không tìm thì cũng sẽ không biết gì luôn. Và giống như cộng sản bây giờ vậy đó, con người bên đất nước cộng sản bây giờ là gọi là ngu dân rồi, tức là bị xóa sạch lịch sử rồi, sửa đổi hết rồi, không còn cái gì là thật là đúng nữa. Chen không muốn là một cái thế hệ trẻ sống trong một cái tinh thần như vậy. Cái thời bây giờ thì đã hơn hồi xưa rất là nhiều, thông tin đồ rồi internet này nọ, cho nên mình phải tìm hiểu. Bây giờ sướng lắm, không có như hồi xưa. Hồi xưa kiếm một cái máy cassette cũng không có. Bây giờ thì máy vi tính đầy đủ hết rồi. Cho nên Chen thật là may mắn
cảm thấy là mình may mắn khi mình sống trong cái thời cuộc này mà mình còn biết được sự thật lịch sử. Cho nên Trinh rất là muốn chia sẻ với cô chú bác, với anh chị là như vậy đó. Thì hôm trước đó Trinh có hát một cái bài hát và Trinh nhớ là rất là hay, và để Trinh lấy cái bài hát đó, Trinh sẽ hát cho cô chú bác và các anh chị nghe. Hồi bữa đó Trinh hát một lần đầu tiên thôi, cái bài Đan Áo Mùa Xuân của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Thì lúc đó Trinh có nói là Trinh hát lần đầu, mới tập thôi, nó chưa có thấm, mà cái bài hát đó quá hay đi. Cho nên hôm nay đúng là cái dịp mà Trinh vừa kể về một chuyện lịch sử đó, thì Trinh sẽ hát lại cái bài này cho cô chú bác và các anh chị nghe. Bữa nay nó thấm thấm đỡ rồi, cho nên muốn chia sẻ cho cô chú bác và mọi người cùng nghe cái bài hát này, cái bài Đan Áo Mùa Xuân, rất là hay. Vàng trước ngõ là em thôi mong nhớ xuân này chàng có về, hỏi hoa hoa chẳng nói, hỏi mây mây lắng đứng, hỏi gió gió ngập ngừng, hỏi nắng nắng ngái ngùng. Chim mách rằng anh đang ngoài chiến tuyến, người yêu thay tay xuống gối mộng lá rừng, vì quê hương còn khổ, tình yêu xin để đó cho sáng trên ngắm cười, cho nước mắt vui rơi. Nhớ xuân sang năm nào, bên bếp lửa vui ngồi đan áo cho sương ngừng rơi, để giờ mình em và manh áo xám trên tay, dù rằng ngoài kia vang tiếng pháo đón giao thừa, bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng, mà ngờ là giấc mơ thành bình. Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ, và lang thang chim én mang sầu về cuối trời, quà cho em là bướm và hoa thơm có biếc, với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyết vời. Anh sẽ về khi không còn tiếng súng, trời xanh cao tiếng hát, chim trôi nhạc đón mừng, để hoa xuân lại thơm, để môi em lại ấm, cho áo mới yêu đời, cho tiếng sao manh áo
xám trên tay, dù rằng ngoài kia mang tiếng pháo đón giao thừa, bánh chưng rất xanh với hoa rất vàng, mà ngờ là giấc mơ thanh bình. Anh sẽ về khi mai vàng trước ngõ, và lang thang chim én mang sầu về cuối trời, quà cho em là bướm và hoa thơm có biếc, với gió mát lưng đồi, với tiếng sáo tuyết vời. Anh sẽ về khi không còn tiếng súng, trời xanh vang tiếng hát, chim trôi nhạc đón mừng, để hoa xuân lại thơm, để môi em lại ấm, cho áo mới yêu đời, cho tiếng sáo thêm vui, để hoa xuân lại thơm, để môi em lại ấm. Cô chú bác và các anh chị nghe cái bài hát này hay quá phải không? Bữa nay Trên hát thì nó thấm thấm rồi ha. Nó khác bữa hổm chút xíu. Bữa hổm thì Trên mới học thôi, mới tập có chút xíu à chưa thấm. Thì hồi nãy Trên có nói đó, cái vụ mà ký sinh trùng đó, thì cô chú bác và các anh chị biết không, mấy ngày nay đó thì Trên thấy còn xôn xao rất là nhiều. Và Trên biết có một cái bài thơ của một tác giả với cái nickname là Dân Nông gì đó. Thì vì cái bài thơ này mà cả gia đình của bà đã bị gây áp lực, là buộc phải ngưng viết bài trên Facebook luôn. Đúng là một đất nước thiên đường của những cái loài dung sáng thống trị. Thì Trên sẽ chia sẻ cái bài thơ này. Thì khi mà người viết cái nickname là Dân Nông này á, viết cái bài thơ này, thì chính quyền đã gây áp lực và không có cho viết bài trên Facebook nữa. Cái bài thơ có tựa là Ký sinh trùng. Còn có cái nghề nào lương thiện hơn? Những người gánh hàng trong đầu đường cuối phố, lầm lũi sớm hôm mưa sa bão tố, mẹ còng lưng gánh gánh nặng cuộc đời, mệt rã rời mẹ chẳng dám nghỉ ngơi, sợ tháng ngày thiếu tiền nhà tiền học, cha đâu ngại nề hà gì khó nhọc, ngày phụ hồ đêm bốc vác kiếm thêm, chị thương em làm việc đến nửa đêm, hy sinh mình bên xe hủ tiếu gõ, cho đời em một tương lai sáng tỏ, để người đời khinh miệt những hy sinh, những đứa trẻ còn đang tuổi học sinh phải xăm mình đánh dài bán vé số, những cụ già ngủ vỉa hè mới khổ, tuổi xế chiều không ai dưỡng phụng nuôi. VTV, đài truyền hình có tuổi, của Trung ương sống bằng thuế của nhân dân, phát ngôn lời miệt thị đến bất nhân, bảo dân đen ký sinh trùng xã hội, phân biệt tầng lớp là điều quá tội, lỗi do ai khi đất nước điêu tàn. Trước 75, Việt Nam đã hiên ngang, Hàn, Sinh, Nhật, cửa nào sánh với Việt, thời chủ nghĩa đã đến hồi tàn tiệt, đi nhầm đường giờ đổ lỗi tại dân, ký sinh trùng đó là những ân nhân đã bao năm miệt mài nuôi đảng lớn, thật nực cười giáo dục thời đảo lộn, sống bằng nghề chân chính bị miệt khinh, ca ngợi kẻ danh lợi biết mưu vinh, con đường nào tìm về chân thiện mỹ. Và cô chú bác và các anh chị biết không, thì Trang cũng nhận được một cái lời đóng góp của một người là phóng viên của chiến trường miền Nam Việt Nam, tức là cựu phóng viên của chiến trường quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì Trang sẽ chia sẻ những ý kiến đóng góp này với tất cả cô chú bác và các anh chị. Trước năm 1975, nước Việt Nam có hai miền tự trị, Bắc và Nam. So sánh thì dân miền Nam đi trước dân miền Bắc hơn 50 năm về nền văn minh. Không nói chi xa, chỉ nói gần nhất là năm 1974.
dân miền Bắc có được những gì? Đồng hồ, tivi, tủ lạnh, quạt máy, đài radio hay là xe Honda, còn gọi là xe máy? Đó là những thứ xa xỉ phẩm thường dùng hàng ngày mà dân miền Bắc còn không có, thì nói chi những cái thứ khác. Còn về giáo dục thì không có bất cứ một trường đại học nào cả. Văn khoa, luật khoa, kinh tế, điện tử, chính trị, kinh doanh, vân vân cũng không có. Dân miền Bắc nghèo, buôn thúng, bán bưng, nói nôm na là gánh hàng rong, kiếm từ xu từ đồng để lo cho nuôi gia đình, thì làm gì có tiền để sắm sửa mà ăn học. Hơn nữa đất nước lại đang chiến tranh, các thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên là bắt buộc phải gia nhập vào bộ đội để đi giải phóng miền Nam, thì làm gì có điều kiện mà cấp sách tới trường. Bởi vậy nếu không có những gánh hàng rong là ký sinh trùng thì ngày hôm nay miền Bắc làm gì có những cái tên cán bộ đảng viên, lãnh tụ ăn trên, ngồi tróc. Ấy vậy mà cái đài truyền hình thổ tả VTV của nhà nước Cộng sản Việt Nam lại phát ngôn những người bán hàng rong vốn được xem là ký sinh trùng trên đường phố, thì chẳng khác gì vừa phỉ nhổ, vừa chửi cha mắng mẹ cái lũ lãnh tụ, cái lũ đảng viên Cộng sản Việt Nam. Bởi vì miền Bắc trước kia nghèo khổ, người dân phải gánh hàng rong đi buôn bán kiếm tiền sinh sống, nuôi nấng cái lũ đảng viên để vào cướp chiếm miền Nam. Vậy ký sinh trùng có phải xuất phát từ đó ra hay không? Đã ngu dốt mà lại học làm tài khôn, văn hóa không có giáo dục, bởi vậy mới phát ngôn tào lao, cho nên bị gậy đập lưng ông. Bọn sáng lãi đã mang danh là giám đốc của đài truyền hình VTV soạn thảo văn bản rất là kỹ lưỡng, đâu vào đó tưởng rằng chắc ăn nên mới cho cái tên sướng ngôn viên lên phát ngôn, ai dè đâu là bị ép phê ngược. Ký sinh trùng chính là những tên đầu sỏ lãnh tụ và tất cả những tên đảng viên cướp Cộng sản Việt Nam bán nước làm hán nô cho Tàu Cộng. Đài truyền hình VTV ưu ái tặng ba chữ ký sinh trùng theo kiểu mượn cọp nói kèo. Sau này người dân trong nước và ngoài nước nói quá bọn chúng mới dở lẽ ra biết mình ngu, cho nên cuốn quýt xin lỗi và xóa bỏ ngay cái tin đó trên VTV. Đó là cái sự đần độn dốt nát của lũ Cộng sản miền Bắc, vừa nhổ xong rồi liếm. Bây giờ nói đến cái hay, cái tốt đẹp của miền Nam, của những người gánh hàng rong mà đã được quốc tế khen ngợi là có nền văn hóa đặc thù dân tộc, cũng chính nhờ vào nét duyên dáng của những người phụ nữ bán hàng rong, nhưng bán rất trật tự, nề nếp, tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ cho thành phố. Vì vậy mà những người bán hàng rong cũng đã được đưa vào nền âm nhạc Việt Nam. Cô chú và các anh chị có nhớ cái nhạc phẩm Gánh Hàng Rong do nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đã sáng tác để ghi nhớ công lao của những người chị, người mẹ đã gánh hàng rong để nuôi cả một gia đình trong thời chiến tranh. Không những thế mà Gánh Hàng Rong còn được chọn làm chủ đề cho những cái đại nhạc hội lớn. Trên con phố khuya có một người đang bán hàng rong. Cơn mưa vẫn rơi, tiếng rao buồn lạc lõng chơi dơi. Bao năm vẫn ngược xuôi, lòng vui thấy con thơ mỉm cười. Mưa ơi, thôi đừng rơi, để mẹ về còn chút niềm vui. Đó là những ca từ trong nhạc phẩm Gánh Hàng Rong của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng. Và chính nhạc sĩ Lê Quốc Dũng đã chia sẻ: họ đến từ nhiều nơi, xuất thân từ những ngành nghề khác nhau. Họ có những hoàn cảnh, những câu chuyện riêng, nhưng giữa họ có những điểm chung. Đó chính là cái gánh mưu sinh nặng trĩu trên vai, là niềm hy vọng vào một ngày mai có cơm no áo ấm. Từ chè, bắp, khoai đến đủ các loại bánh dân giả. Dân giả cũng có, cầu kỳ cũng có, bằng đôi tay khéo léo, cần mẫn của mình, các bà, các cô với đôi gánh hàng rong trên vai rong ruổi khắp con đường, ngõ hẻm. Có lẽ vì họ là những người lao động bình thường như bao người khác, nhưng chính từ những con người bình thường ấy, những đôi gánh hàng rong thô kệch mộc mạc ấy đã chắp cánh cho bao nhiêu ước mơ của những giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, những doanh nhân tương lai. Để rồi một ngày khi ước mơ đó thành hiện thực, thì những kỹ sư, bác sĩ ấy sẽ mãi khắc ghi trong tim mình hình ảnh đôi gánh hàng rong trên đôi vai gầy gộc của chị em như một phần tuổi thơ, một phần đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất của cuộc đời mình. Vậy thì gánh hàng rong là ký sinh trùng ở cái chỗ nào? Chỉ có bọn Cộng sản miền Bắc ngu dốt, không biết cái con mẹ gì, cũng phát ngôn tầm xàm.
Hơn nữa, những gánh hàng rong của miền Nam đã sinh sản ra rất nhiều nhân tài để phát huy phục vụ cho dân tộc và đất nước. Khi chiếm được miền Nam hơn 45 năm nay, tưởng Việt Nam vươn lên thế giới, ai ngờ càng ngày đất nước, dân trí càng tụt hậu thua xa cả thằng em Lào và thằng Campuchia. Thậm chí Việt Nam bây giờ còn thua xa những nước nghèo khổ ở trên bờ bên Bắc Phi. Riêng Sài Gòn thì ai cũng biết, trước năm 1975 đã được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Ông Thủ tướng Lý Quang Diệu đã ao ước Singapore có một ngày nào đó sẽ được như Sài Gòn. Ước muốn đó không những đã đạt được mà Singapore bây giờ còn bỏ xa hơn Việt Nam cả trăm năm rồi. Là vì nhờ vào tài lãnh đạo khéo léo của cái đảng cướp Cộng sản Việt Nam đã biến Sài Gòn thành những cái hồ tắm công cộng lớn nhất thế giới sau những cơn mưa. Chỉ nói bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Nói nhiều với cái lũ ngu dốt vô học thì cũng như đàn gãi tai bò mà thôi. Cái thằng phát ngôn trên VTV có phải nó là gốc Tàu không? Thằng này chính là gốc người Tàu, vì dân Việt Nam không có ai hộ quan hết. Ở miền Bắc đa số là người Tàu nhập cư rồi lấy vợ lấy chồng Việt Nam sanh con ra là Tàu lai. Vì vậy nó ăn nói lỗ mãng và nó đứng ra xin lỗi hứng chịu cho bọn cán bộ lãnh đạo đầu bò Cộng sản Việt Nam đã dàn dựng bản tin này cho nó đọc. Khi đọc một bản tin thì bản tin đó phải được kiểm duyệt rất kỹ, chứ đâu có lơ là coi thường như vậy. Các ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam hát, bài hát cũng phải được trình lên Bộ Văn hóa Thông tin để xem bài hát đó có được phép hay không, chứ huống hồ gì là tin tức được phổ biến trên đài TV. Hơn nữa, trang Facebook của nó cũng biết chửi rủa dân Sài Gòn nhưng lại viết sai chính tả. Một thằng sướng ngôn viên của một đài truyền hình tầm cỡ lớn cả nước mà lại là một thằng thất học. Đúng là đảng cướp đã giáo dục và đào tạo ra nó những tên sướng ngôn viên vô lại. Chen sẽ cho cô chú bác coi, các anh chị coi cái phát ngôn của cái tên này đăng trên cái trang Facebook cá nhân của ông, của hắn ta. Là cái tên là Quan Phố Cổ. Và chửi mẹ bọn dân mạng là ký sinh trùng, bọn mày làm được gì tao? Nào bọn Sài Gòn là ký sinh trùng, cộng đồng mạng là ký sinh trùng, tao chửi ông nội bọn mày. Cô chú và các anh chị thấy rõ rồi ha. Thì cái tên này thì theo như cậu Diệp Hải Dung, cựu phóng viên chiến trường của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vừa chia sẻ với cha với Chen á, một cái suy nghĩ của cậu, thì cậu đã gửi cái hình này cho Chen. Và cô chú và các anh chị thấy rõ đây là cái bộ mặt thật của cái tên này, cho nên đừng có nói là xin lỗi. Chen sẽ hát cái bài của nhạc sĩ Lê Quốc Dũng, bài Gánh Hàng Rong. Chen sẽ cho cô chú bác và các anh chị coi cái hình ảnh này rất là đẹp. Đối với Chen nó rất là đẹp. Đó là những người mẹ, người chị, người vợ, là những người đã tần tảo bưng cái buôn gánh bán bưng để mà tìm kế sinh nhai, kiếm từ đồng từ cắt để nuôi con của mình. Đó là những người lương thiện và những người đáng được tôn trọng. Cho nên vấn đề này thì thật sự là Chen cũng không có muốn bàn nhiều, mà chúng ta phải nói thẳng, đây là những cái kẻ là vô học, vô lại, những cái tên sướng ngôn viên đã được cái chế độ đảng Cộng sản này dạy dỗ ra như vậy. Cho nên những người mẹ, người chị, người vợ này xứng đáng được tôn trọng, bởi vì họ là những người lương thiện. Họ kiếm tiền trên mồ hôi nước mắt của mình, công sức lao động của mình, đó là một điều đáng quý. Thì Chen sẽ hát cái bài Gánh Hàng Rong, coi như đây là một cái món quà, và Chen rất là tôn trọng và kính trọng những người mẹ, người chị, người vợ, những người đang tảo tần trên đường phố để mà kiếm tiền sống qua ngày, để lo cho đàn con. Chen sẽ hát bài này để tặng cho tất cả cô chú bác và các anh chị. Chen mời cô chú bác và các anh chị nghe cái bài Gánh Hàng Rong ha.
có một người đang gánh hàng rong. Cơn mưa vẫn rơi, tiếng dao buồn lạc lõng chơi vơi. Bao năm vẫn ngược xuôi, lòng vui thấy con thơ mỉm cười. Mưa ơi thôi đừng rơi, để mẹ về con chút niềm vui. Ngày vui trong qua, chốn đô thành rực rỡ phồn hoa. Con đây bóng ai, thân heo gầy ăn gánh trên vai. Cho con bao ngày vui, mẹ cay đắng xót xa ngập ngùi. Ôm con trong vòng tay, mẹ quên hết bao nhiêu mỏi chú bác và các anh chị biết không, khi mà Chen hát cái bài này á, Chen cũng nhớ tới hình ảnh mẹ của Chen và chị của Chen hồi lúc nhà còn nghèo á.
Thì chính gia đình của Chen cũng là buôn gánh bán bưng giống như vậy nè. Cho nên Chen hát để tặng tất cả những người chị, người mẹ, người vợ, những người đang lam lũ rất là cực khổ và xứng đáng để được tôn trọng trong xã hội. Bởi vì đâu có ai muốn đi buôn gánh bán bưng. Nếu như họ có cuộc sống, họ có tiền để mưu sinh, họ có tiền để lo trang trải trong gia đình, có tiền để lo cho con cái, thì ai mà đi dầm mưa giải nắng ngoài đường cho khổ như vậy. Tại vì cuộc sống còn nghèo khổ, bởi vì cái chế độ tàn ác này nó đâu có lo gì cho dân đâu. Người dân còn khổ thì sẽ còn những hình ảnh gánh hàng rong, chứ đâu phải ai cũng muốn đi làm lụng cực khổ như vậy. Có ai trên đời này sanh ra mà không muốn được ngồi ở trong nhà để mà hóng mát, để mà nằm mình coi tivi, để coi ca nhạc, chứ đâu phải mà dành thời gian để đi đội nắng dầm mưa ở ngoài đường để bán từ cái bịch mía, bịch cóc, bịch ổi như vậy. Cho nên thật là tàn ác. Nếu mà cái chế độ này đã coi thường, khinh thường những người mẹ, người chị, người vợ này, ngay cả người bố cũng vậy, các anh cũng vậy, cũng có rất nhiều người lang thang trên đường phố để bán dạo bất cứ cái gì có thể mưu sinh được. Cho nên cô chú bác và các anh chị, rõ ràng là mấy ngày nay thì Chen cũng thấy rõ người dân rất là tội nghiệp. Những người nghèo họ cũng buồn lắm chứ, khi mà bị khinh miệt như vậy. Cho nên những kẻ đã gây ra những cái khổ đau này trong cái xã hội còn phỉ báng những người lương thiện, những kẻ đó mới chính là những cái tên, những cái con ký sinh trùng, mà nói theo kiểu dân gian là những con sáng và những con lãi. Nó đã hút máu, hút cả, gọi là tới cùng cực của một cái kiếp người. Cho nên đó là những kẻ mới gọi là đáng phỉ báng. Chen sẽ kể một cái chuyện vui, để một chút xíu nữa Chen quên ạ. Tại vì hôm nay ở bên Chen là ngày 20 tháng 8 năm 2020. Thì Chen chia sẻ cái này với cô chú bác và các anh chị từ cái trang cá nhân của anh Lê Thương. Thì cảm ơn anh đã có một cái câu chuyện vui để Chen chia sẻ với mọi người. Thông báo khẩn cấp về việc quốc tang của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ba Đình, ngày 20 tháng 8 năm 2020. Trước tình hình vô cùng khốn nạn của đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên ủy viên Ban Chính trị, thường trực đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Trong những ngày gần đây, đồng chí đã có biểu hiện hít thở không đều, lười nhác trong cái việc hít thở, đồng thời thích ngủ giấc ngủ hôn mê, mặc dù đội ngũ các nhân viên y tế, các bệnh viện quân y 108 đã tích cực đánh thức, nhưng đồng chí vẫn cố chấp ngủ rất quyết liệt và không thèm đá động gì đến những cái lời kêu thức dậy. Để đề phòng tình huống có một cái quốc tang bất ngờ xảy ra, nay ban cán sự lãnh đạo ủy ban phản động xuyên lục địa xin thông báo đề nghị bà con nhân dân trong nước cùng đồng bào hải ngoại cần phải làm tốt một số công tác để chuẩn bị ứng phó kịp thời trong tình huống quốc tang bất ngờ ập đến. Thứ nhất, đối với các đơn vị đại lý bia, rượu, tổ chức đặt hàng số lượng lớn đối với các nhà máy sản xuất bia rượu trên địa bàn, rà soát chặt chẽ, loại bỏ những loại bia có chất lượng thấp, sẵn sàng cung ứng nguồn hàng khi có lượng khách đông đảo mua bia, mua rượu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt bia, không được xảy ra tình trạng là thiếu hụt cung cấp rượu. Đối với các đơn vị nhạc, hãy chuẩn bị đầy đủ nguồn âm thanh ánh sáng, dự trữ tối đa các loa kẹo kéo công suất lớn, cung cấp số điện thoại liên lạc cụ thể để người dân thuận tiện liên lạc trong cái việc gọi đến, chuẩn bị đầy đủ hệ thống xe lôi và các công cụ hỗ trợ khi vận chuyển các thiết bị là những cái loa kẹo kéo, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất hứng của những người đam mê ca hát trong dịp quốc tang. Đối với cá nhân, cán bộ gia đình, hãy quán triệt kỹ đối với từng cá nhân trong gia đình của mình, phải nâng cao sự hiểu biết, nhận thức rõ quốc tang là một ngày trọng đại của đất nước.
người dân mong mỏi chờ đợi lâu lâu mới có một cái dịp quốc tang, chứ không phải ngày nào cũng có. Bởi vậy tất cả các cán bộ gia đình phải chuẩn bị đầy đủ. Thứ nhất, tiền bạc. Lâu lâu mới có dịp quốc tang nên không được tổ chức sơ sài. Những hộ nào đang thiếu thốn về tài chính ngay bây giờ phải vay mượn dự trữ đi, không xảy ra tình trạng khi có quốc tang thì tiền mua bia, mua rượu, mua mồi lại bị thiếu. Thứ hai, chén bát bàn ghế để bài tiệc tận dụng tối đa sự cho phép không gian trong từng hộ nhà, có thể áp dụng mô hình ghép đôi từ 3 đến 4 hộ chung một điểm tổ chức để nâng thêm cái phần long trọng. Thứ ba là phải chuẩn bị đầy đủ danh sách những cái bài hát mà mình yêu thích, kèm với đó là một số điệu nhảy lambada, cha cha cha, để sẵn sàng lên sân khấu khi có quốc tang ập đến. Đơn vị bia, đơn vị nhạc thông báo bà lưu trữ: tôi là chủ tịch phản động xuyên quốc gia. Dạ, tiếp theo xin tiếp theo với anh chủ tịch phản động xuyên quốc gia, em xin tự giới thiệu, em cũng là một thành viên rất tích cực trong bộ máy phản động xuyên quốc gia. Về phần ca hát thì em xin thông báo em sẽ góp phần sẽ soạn thảo những bài hát đảm bảo không gây thất vọng trước đồng bào. Danh sách sơ sơ thì cũng có một vài bài rồi, giống như Tiễn Anh Lên Đường và Ly Rượu Mừng, Giấc Mơ Việt Nam, Những Giây Phút Tỏa Sáng, hoặc là Anh Đẹp Nhất Đêm Nay. Và phần quan trọng nữa là chúng ta đều thấy trong tất cả những kỳ đại hội đảng lớn nhỏ các cấp, không thể nào có thể thiếu những cái hoa cỏ lá cây để mà trang hoàng. Cho nên em xin, em cũng là một thành viên trong cái bộ máy phản động xuyên quốc gia, thì góp ý chung với cái anh chủ tịch phản động Lê Thương là như vậy. Em đề nghị tất cả các cơ sở kinh doanh bông hoa từ lớn nhỏ, từ nhà phân phối sỉ lẻ, tất cả những loại bông hoa hãy tập trung cao độ thu gom nhiều loại hoa quý hiếm để dành cho dịp quốc tang sắp tới. Những loại hoa quý hiếm chỉ dành cho những trường hợp đặc biệt, chứ không phải ai cũng có cái dinh dự này đâu. Ví dụ như em ví dụ vài loại bông thôi nha, giống như là hoa chó đẻ, hoặc là hoa thúi địch, hay hoa cứt trâu cứt ngựa, thì hãy trang hoàng cho thật hoành tráng và lộng lẫy nha. Đây là ý kiến của em. Thì xin cô chú bác và các anh chị ai còn ý kiến gì thêm thì hãy đóng góp cho sự chuẩn bị để có một sự rất là chu đáo cho quốc tang. Rất mong được sự ủng hộ rộng rãi của bà con cô bác. Chúng ta phải luôn nâng cao tinh thần đồng đội trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và Chen xin tái bút là một thành viên của Hội Phản động Xuyên Lục Địa. Cô chú bác và các anh chị có nghe Chen rõ không? Thì mọi người hãy cho thêm ý kiến. Chen cũng rất là cần những cái sáng kiến hay để đóng góp cho sự chuẩn bị chu đáo này. Tức là như anh Lê Thương nói, quốc tang thì cũng hiếm, mặc dù trông chờ, ai cũng trông chờ hết, nhưng mà nó phải nó xảy ra hoài, cho nên mình phải có một sự chuẩn bị trước, từ bia bọt, ca nhạc đồ đó, rồi qua trang hoàng đồ. Thì Chen đồng ý với anh chủ tịch của Hội Phản động Xuyên Quốc gia, Xuyên Lục Địa. Chen chỉ đóng góp thêm chút xíu ý của mình thôi, thì còn phải chờ những cô chú bác và các anh chị nữa, rồi chúng ta mới mạnh lên mới được. Bây giờ cho anh sẽ đọc một cái bài thơ cho cô chú bác và các anh chị nghe, một cái bài thơ rất là hay, gọi là thơ Nón Cối. Mừng ngày giải phóng, mừng ngày giải phóng thành công, là mẹ liệt sĩ ra đồng hái rau. Hái rau bạc trắng mái đầu, từ bó rau muống giải dầu nắng mưa. Sáng khoai trưa sắn chiều dưa, lúc thì uống nước trời mưa qua ngày. Mẹ uống nước pha lệ cay, để cho đảng cướp có ngày vinh quang, để rồi đảng thưởng lầm than. Lầm xưa theo đảng, giờ than thì cũng rồi. Dòng thác cách mạng cuốn trôi, cuốn trôi đất nước ngược trôi về tàu. Đảng dân nước trả nợ tàu, hay là đảng bán làm giàu quan vinh. Đối với giặc đảng diệt tình, noi gương thằng bác già minh đồng vều. Cho nên đất nước tiêu điều, lầu cao biệt thự quan nhiều khắp nơi, còn dân thì sống tả tơi, luôn bị đàn áp cuộc đời điêu linh. Đảng viên
còn đảng, còn mình, thẳng tay áp bức tội tình người dân, hèn với giặc, ác với dân. Châm ngôn của đảng bất cần tử sinh, còn đảng là còn quan vinh, còn vét vào túi riêng của mình đông khe. Đảng chỉ chừa mỗi cái cọng he là ăn không được, nên he dân còn. Quân xì cô tét dần mòn, vì đảng quy hoạch dân còn cái chi. Cướp nhanh sạch đường đảng đi, cho đi hết ráo, còn gì nước Nam. Đây là bài thơ của chú Hoàng Nhật Thơ đã sáng tác vào ngày 19 tháng 8, tức là mới ngày hôm qua thôi. Thêm một bài thơ ngắn nữa, thằng đội nón cối. Con ơi, nhớ lấy câu này, thằng đội nón cối cướp ngày đó nha, gặp chúng con phải tránh ra, đừng để chúng cướp đất nhà nha con. Còn trời còn nước còn non, hễ còn nón cối là còn đau thương. Nón cối đem đến tai ương, nón cối là lũ bạo cường ác gian, nón cối rước giặc ngoại bang, nón cối bán đứng gian sang cho tàu, nón cối cộng với dép râu là con là cháu là dâu của bác Hù, là lũ phá nát cơ đồ, thằng đội nón cối hàm hồ lắm thay. Con ơi nhớ lấy câu này, thằng đội nón cối cướp ngày đó nha. Cô chú bác các anh chị nghe bài thơ hay không? Chen sẽ hát tiếp bài nữa. Hôm nay Chen có những cái bài hát cũng hay lắm. Chen sẽ hát tặng cho cô chú bác và các anh chị nè. Chen sẽ hát cái bài cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Những Ngày Xưa Thân Ái. Chen mời cô chú bác và các anh chị mình cùng nghe nha. Xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Gió mùa xuân nếm đưa, dung hàng cau lứa thưa. Anh cùng tôi bước nhỏ, áo quần nhăn giấc ngủ, đi tìm chim sao nở, ôi bây giờ anh còn nhớ. Những ngày xưa thân ai, anh gửi lại cho ai? Trăng mùa thu lên cao, khóm dừa xanh lao sao. Anh cùng tôi trốn ngủ, ra ngồi trên lá cỏ, trong bầy chim trắng hiền, mơ một nàng tiên dịu hiền. Đêm đêm nhìn nghe súng nổ, giữa rừng khuya thác đổ, anh còn nhắc tên tôi. Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ, bên đồi hoa trắng nở, cuộc đời anh có vui. Thời gian qua mau, tìm anh nơi đâu? Tôi về qua sóng nhỏ, con đò này đã già, nghe tin anh gục ngã, dừng chân quán năm xưa, uống nước dừa hay nước mắt quê hương. Những đường xưa phố cũ, ôi nỡ đành quên sao, xin gọi lại tên nhau giữa trời sao long. Ôi căm hờn dâng ngập lối, những ngày xưa thân ai, xin vụt vào tương lai. Anh còn gì cho tôi còn gì cho anh? Chỉ còn tay súng nhỏ, giữa rừng
sâu giết thù những ngày xưa thân ai xin gửi lại cho chú bác và các anh chị biết không, trên tìm được những cái bài hát hay á, những cái bài nhạc vàng, nhạc lính gì nè, cái trên thấy hay quá đi, cái trên rất là muốn để mà chia sẻ để hát cho tặng cho cô chú bác và các anh chị nghe, tại vì cái dòng nhạc này á, trên càng hát thì càng mê, thì giống như là không hát là chịu không nổi á, giống như là ghiền xì ke vậy á. Thì trên sẽ chia sẻ với cô chú và các anh chị một cái điều rất là quan trọng này, của một nhà báo, Trên biết ông là đang sống ở bên Pháp, nhưng mà những cái lời chia sẻ này Trên thấy rất là đúng, cho nên muốn đem lên cái chương trình về ông nói về cẩm nang làm cách nào để tiêu diệt cả một cái dân tộc. Đây là những cái dòng chia sẻ của nhà báo Từ Thức. Muốn tiêu diệt một dân tộc, bom đạn đàn áp không đủ. Dù tối tân tới đâu, bom đạn cũng không thể giết chết hàng trăm triệu người. Dưới đây là 12 biện pháp hữu hiệu nhất để bức tử một dân tộc, với điều kiện phải thực hiện cùng lúc đúng quy trình, có đủ ngân quỹ, nhân sự và quyết tâm sắt đá để mà thực hiện. Thứ nhất, gieo rắc ung thư, bệnh hiểm nghèo bằng cách cho nhập cản hàng hóa lương thực độc hại. Thứ hai, gây đói rách để nông dân, thương gia không còn cách gì cạnh tranh để sống còn hơn là dùng hóa chất độc hại để tràn ngập trên thị trường. Thứ ba, Bộ Y tế, các nhà thương được tự do sản xuất, lưu hành sử dụng thuốc giả, thuốc gây ung thư và bệnh truyền nhiễm. Thứ tư, khuyến khích rượu chè, ma túy, ăn chơi trụy lạc để tiêu diệt trí não, nghị lực, sức đề kháng của dân
đặc biệt là lớp trẻ. Thứ năm, khuyến khích những trò chơi dâm đảng, lố bịch, bỉ ổi để tiêu diệt những ý niệm về nhân phẩm còn sót lại. Thứ sáu, nhập cản chủ nghĩa quái dị đã bị cả thế giới ghê tởm, tẩy não, nhồi sọ để tiêu diệt khả năng phán đoán, bỏ tù, bức tử, nhục mạ, cô lập những người còn khả năng suy nghĩ và phản kháng. Thứ bảy, buôn bán bằng giả để triệt hạ uy tín của trí thức, biến dân tộc thành một con rắn không đầu, cá mè một lứa, không người đáng tin, không có người nào đáng trọng, cũng không có người nào đáng kính, trả lương rẻ mạt cho giáo chức, biến người truyền bá kiến thức thành cùng đinh, giáo dục một món hàng. Thứ tám, để ngoại nhân tự do nhập cảnh, cư trú như chỗ không người, khuyến khích dùng ngoại tệ để thực tập đời sống nô lệ. Thứ chín, chặt cây, phá rừng, xả lũ, tiêu diệt mầm sống, để dân suốt đời chỉ lo chống đỡ thiên tai, không còn đầu óc hay sức lực gì nữa để nghĩ đến chuyện mất nước. Thứ mười, sức cản lao động, trục xuất những cái cá nhân có đầu óc ra khỏi nước để tiêu diệt những cái tiềm năng của cả dân tộc. Thứ 11, bán đổ bán tháo tài nguyên quốc gia, tàn phá môi trường để nông dân ngư dân tha phương cầu thực, bỏ đất, bỏ biển, giao cho ngoại bang. Thứ 12, tiêu diệt ngôn ngữ, sợi dây liên lạc giữa các công nhân, giữa tâm hồn của một dân tộc. Cô chú và các anh chị biết, một dân tộc không còn lãnh thổ, không còn tài nguyên, không còn chủ quyền, trí não thì bại hoại, tinh thần thì bạc nhược, thân thể bệnh hoạn, mất hết đạo lý và lương tâm, đạp lên nhau để sống, không còn cả ngôn ngữ cũng không còn, quên hết quá khứ, không có tương lai, không biết mình là ai, không biết đang nhắm mắt theo một cái đám thảo khấu đi về hướng nào. Một dân tộc như vậy không cần đánh, không cần thắng, cũng khỏi cần giết, cũng chết, sống thì cũng như chết. Cô chú bác và các anh chị đó, Chen đã thấy rất là nhiều ở trong nước Việt Nam cái tình trạng mà phá rừng đó, thì Chen có đọc những cái bài báo rất là lạ. Cái điều này là cô chú và các anh chị, có những chiếc xe tải chở hàng tấn những cái cây khúc gỗ rất là lớn mà chúng vô rừng để mà chặt phá đó, thì những cái chuyến xe đó thì lại đi trót lọt qua hải quan và không bao giờ bị bắt. Còn những người mà coi như là không có nằm trong cái vòng tròn của cái bộ máy giống như là bọn chính quyền á, thì chỉ cần một khúc cây nhỏ thôi thì cũng bị bắt. Nhưng mà có những chiếc xe chở rất là nhiều gỗ, rất là đồ sộ, nhưng mà đi qua thẳng qua hải quan, thì cô chú bác và các anh chị nghĩ đi, họ cứ nghĩ là theo như cái ông Nguyễn Xuân Phúc, Phúc Niễn á, ông nói như thế này. Xin cho cô chú bác và các anh chị coi, 10 năm tới Việt Nam sẽ trở thành trung tâm toàn cầu về đồ gỗ. Thì cô chú bác và các anh chị biết không, những cái phát ngôn của những một cái lũ ngu này thì mình cũng biết rồi, mình biết rất là nhiều rồi. Ở những cái nước mà theo như Chen được biết á, nhiều nước cũng họ cũng có phá rừng chứ không phải không, nhưng mà không phải là phá rừng mà phải gọi là khai thác. Tại vì họ cần thiết để mà khai thác những cái loại gỗ mà họ có kế hoạch đàng hoàng, họ đốn những cái cây mà họ đã trồng bao lâu năm, nhưng mà trong khi đó họ phải trồng lên những cái cây mới để cho cái sự cân bằng của hệ sinh thái. Nhưng mà đối với cái chế độ đảng cướp này đó, nó không có nghĩ tới tương lai của người dân. Nó cứ đốn, nó cứ hạ những cây gỗ quý. Chen thấy toàn là trong những cái nhà quan, trong những cái cơ quan, những cái bộ bàn ghế chúng ngồi như là hoàng thượng vậy, như là những cái vị vua chúa vậy. Ngay cả những người mà sư quốc danh cũng vậy, ngồi mặc cái áo cà sa tu hành nhưng mà ngồi trên một cái bàn gỗ rất là chỉnh chệ. Nếu mà làm được những cái bộ bàn ghế như vậy á, là phải đốn những cái cây rất là lớn, và đó là tài sản của quốc gia, đó là những cây quý, những cây cổ thụ.
chứ không phải là những cây thường mới làm ra được bộ ghế như vậy. Nhưng mà những cái bọn đảng cướp này, những kẻ mà ăn trên đó, những kẻ mà ăn trên mà chiên đi là dơ dét những cái tài sản quốc gia để mà hưởng lợi mà không nghĩ đến cái hậu quả sau này. Cô chú bác và các anh chị thấy những cái vùng triền miên lũ lụt lúc nào cũng người dân cũng phải chống đối để sống với lũ, sống với thiên tai. Năm nào cũng vậy, không có năm nào mà người dân thoát khỏi những cái thiên tai lũ lụt hết. Tại vì do đốn rừng quá nhiều, mà cái bọn này là một cái bọn đầu lâu, mà cho nên nói thật là nó không có quan tâm gì tới cái tương lai hay vận mệnh của một đất nước cả. Chúng chỉ biết là chúng hưởng lợi được ngày nào thì hay ngày đó, cho nên có thì cứ đốn, có gỗ quý thì cứ chặt. Việt Nam, nước Việt Nam gọi là rừng vàng biển bạc, chứ không phải là một cái đất nước không có tài nguyên. Nhưng mà với cái đảng cướp này, với sự lãnh đạo của một cái chế độ thối nát này, nó đã dơ dét từ từ cũng không còn một cái gì. Đó là những tài sản quốc gia, và nó không nghĩ đến những hậu quả sau này người dân phải chịu. Tại vì cái đời của nó chỉ biết là nó ăn cái đời nó thôi, nó không có nghĩ đến những cái thế hệ sau này của một cái dân tộc. Cô chú bác và các anh chị thấy những cái cây quý, những cây gỗ, những cây cổ thụ đó, thì bây giờ nó nằm trong những cái căn nhà của bọn đại gia, hoặc là ngay cả trong những cái chùa, những cái chùa của những thằng sư quốc danh cũng vậy. Nhìn thấy một cái hình ảnh thật là lố bịch, những người tu hành cũng phải ngồi trên những cái bộ ghế chiểm trệ, còn những cái nhà cửa của những thằng quan chức lớn thì không nói rồi. Không có ai mà nghĩ tới lũ hoặc là bão lụt sẽ cuốn trôi nhà cửa ruộng vườn, là cuốn những cái xác người. Cho nên ông Phúc Niễn nói là 10 năm nữa thì Việt Nam sẽ trở thành một trung tâm gỗ của hoàn cầu. Nếu mà ông hứa vậy thì rõ ràng 10 năm nữa thì không biết là Chen không có biết 10 năm nữa thì nước Việt Nam sẽ ra như thế nào. Mà trước tiên thì Chen sẽ thấy là người dân mình sẽ khổ dài dài, khổ triền miên. Một cái nước trơ trụi, không còn cây cối, thì sẽ chìm sâu dưới nước biển lũ. Cho nên trong cái thời gian chờ đợi 10 năm tới này, cứ tiếp tục, tụi nó cứ tiếp tục chặt hết cây, đốn hết rừng bán, rồi kiếm tiền để chia chác nhau. Thì khi mà cái ngọn cây cuối cùng bị đốn, thì những cái con sông cuối nguồn sẽ bị ô nhiễm. Rồi khi vớt con cá cuối cùng lên thì sẽ thấy lúc đó tiền cũng không có ăn được. Tiền cũng không ăn được, vẫn không mua được cái nhà ở, cũng không mua được cái mạng sống của con người. Bởi vậy cho anh mới nói cái chế độ này, một cái chế độ cướp, đảng cướp này, nó rất là thối nát và tàn bạo. Từ hành động của chúng không nghĩ gì tới người dân hết. Những cái xảy ra trong đất nước, chúng chỉ biết là dơ dét bán rồi ăn. Ăn giống như là cái đời cha ăn cho ngập mặt, xong rồi tới thằng con tiếp theo ăn cho ngập mặt tiếp. Cứ dòng họ nó cứ ăn, nó cứ dơ dét tài nguyên tài sản của quốc gia, không nghĩ tới gì hết về tương lai của một dân tộc hết. Thì cô chú và các anh chị thấy tại sao mà vẫn có những người vẫn tôn sùng cái đảng này? Thì cái câu hỏi cho anh thấy là cho anh thấy không có một cái khía cạnh nào để mà có thể mà mình khen cái tụi này nó làm được cái gì cho dân tộc và cho đất nước Việt Nam hết đó. Mà những cái người gọi là bò đỏ hay dư luận viên gì đó cứ mở miệng là chửi những cái người yêu nước, yêu quê hương, mà họ không có đi tìm cái điểm tốt của những thằng đảng này đem lên để chứng tỏ cho mọi người thấy là mọi người nói về cái đảng này là không đúng. Vậy thì phải phản biện đi, phải đem những cái tốt của những đảng này ra, chứ không có phải là mở miệng ra là chửi tục, chửi thề, chửi những cái người lên tiếng cho quê hương. Bởi trên thấy những cái điều rất là ngược ngạo và lố bịch ở trong cái nước Việt Nam. Tụi nó đâu có nghĩ gì tới cái đời con đời cháu. Thật sự là chỉ có những cái đời con cháu nó mới lãnh đủ thôi. Tại cái đời của nó đang bán hết tài nguyên, nó chia chác nhau để nó sống sung sướng, thì nó đâu có biết được cái nỗi khổ của người dân như thế nào. Cho nên á, cô chú bác và các anh chị biết không, nếu mà người dân á, mà tiền mà mua được một căn nhà ở nước ngoài, hay là
những cái nơi họ còn rừng, còn biển, còn cây, còn cá đó. Nếu mà tiền á, mà họ mà có để được sống ở một cái đất nước khác thì chắc họ cũng đi hết rồi. Nhưng mà làm gì có tiền, tiền ở đâu có, nó nằm vô túi của những thằng đảng cướp này hết rồi. Cho nên nó phải là muốn đi là được đâu, muốn đi là dễ đâu. Cho nên cứ đời này sang đời khác sẽ sống tiếp tục trong trong cái chế độ này. Cho anh chỉ muốn nói là cái đời của mình nó xong rồi thì hãy nghĩ tới cái đời con cháu sau này. Đây là một cái chế độ đảng cướp, nó đã đang phá hủy, hủy hoại cả một cái đất nước, cả một dân tộc. Giống như lời nói của các ông mà Albert Einstein, ông nói thường nói đó, thế giới sẽ không bị hủy hoại bởi những kẻ làm bậy, nhưng sẽ bị hủy hoại bởi những người thờ ơ và những người khoanh tay đứng nhìn. Tại vì bây giờ không có ai muốn lên tiếng hết á, tại vì đó không phải chuyện của mình. Rồi khi người khác lên tiếng thì lại chửi họ, mày phản động hả? Đó là một cái xã hội thực trạng của chế độ Việt Nam, chế độ Cộng sản Việt Nam là như vậy. Cho nên cho em thấy rõ là con người chỉ càng ngày càng tụt lùi, đi hậu, tụt hậu là như vậy. Cho em sẽ kể cho cô chú bác, các anh chị nghe một cái câu chuyện mà cho em cũng có hình luôn. Đây là hai hình ảnh của hai cái xã hội khác nhau. Cho em sẽ đưa hình của một ông này cho cô chú bác, các anh chị coi trước. Chắc cô chú bác và các anh chị cũng nhìn ra đây là ai. Nếu mà cô chú bác có coi tin tức hoặc là có coi báo đài thì đây là cựu thủ tướng Nhật Tomichi Murayama, đã 90 tuổi rồi. Và ông đạp xe đạp đi mua thức ăn để về nấu cho gia đình. Hai vợ chồng già sống một cuộc đời bình dị như những cái người khác ở trong cái xóm làng, cũng không có trợ cấp, không xe hơi, không một người giúp việc. Thì khi mà vợ của ông đau yếu đó thì ông mới đi đạp xe đạp đi chợ để về nấu cơm cho vợ. Và Chen đưa một hình ảnh cho cô chú bác và các anh chị coi. Đây là một cái căn biệt thự rất là sang trọng. Đây là dinh cơ của Nguyễn Xuân Thái, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Cam, Yên Định, Thanh Hóa đó. Đây là một người cũng là cựu thủ tướng của cái nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã gọi là kêu là về hưu rồi đó, thì sống như thế này đây. Cô chú bác và các anh chị thấy hai hình ảnh và hai xã hội hoàn toàn khác ngược nhau, thì mình cũng đủ hiểu là cái người dân của đất nước nào sẽ được sung sướng, sẽ được sống, sống là rất là tốt, là nhìn là biết liền à. Đó, cô chú bác và các anh chị thấy một cái cựu thủ tướng người Nhật là cựu thủ tướng đó, khi mà họ đã giúp dân, giúp nước xong rồi, họ trở về một cuộc sống rất là bình dị. Hai vợ chồng cũng không có người giúp việc, tự chăm sóc nhau, cũng không có trợ cấp, sống như những người dân bình thường trong một cái xóm làng. Còn đối với những cái thằng quan chức của Việt Nam thì sao? Nó ở nhà như là một cái lâu đài vậy đó, mà nó chẳng làm được cái gì, nó giúp ích được cái gì cho đất nước và cho người dân Việt Nam hết á, mà nó chỉ ăn sung mặc sướng, hưởng thụ. Cho nên cô chú bác và các anh chị thấy rõ ràng một cái sự khác biệt cả về nhân cách, nhân phẩm của một con người cũng vậy. Cái bọn lãnh đạo đảng Cộng sản là một cái đảng cướp, nhưng mà nó dày mặt quá rồi, cái mặt quá dày rồi, không biết nhục, không có nhìn được những người khác để mà tự bản thân mình thấy nhục nhã. Lúc mà mình còn làm chức quyền thì mình cũng đi dơ dét cướp bóc của dân để mình có được cái số tài sản đó, xây dựng một cái lâu đài lên, mà chẳng bao giờ nằm đêm chịu suy nghĩ là ủa, mình đã làm được cái gì cho dân, cho nước, tại sao mình có tiền dữ vậy ta, tại sao không đặt câu hỏi như vậy để thấy nhục. Rồi nhìn những cái người gọi là cựu thủ tướng, cũng là đứng đầu cả một cái đất nước của người ta sống bình dị như vậy. Cho anh còn nhớ có một cái ông thủ tướng của một nước nào đó, cô chú bác và các anh chị nhắc cho anh đi, gọi là một người, một cái ông thủ tướng mà nghèo nhất thế giới. Ông đi chiếc xe cà tàng,
ổng cũng ba cái lương của ổng, ổng cũng cho người nghèo hết, ở một cái căn nhà cũng tồi tàn luôn. Cả đời của ổng, ổng chỉ biết phục vụ cho đất nước, để giúp đỡ cho dân. Thấy người dân khổ, ổng cũng chịu không nổi. Cô chú bác và các anh chị có bao giờ thấy một cái thằng lãnh đạo mà nó rơi nước mắt vì nó thấy người dân nghèo đâu? Mà nó có rơi nước mắt, nó cũng là đóng kịch. Cái nước mắt cá sấu, giống như là cái nước mắt của cái ông Hồ trong cái cuộc mà đấu tố, trong cái cuộc cải cách ruộng đất, giết bao nhiêu mạng người, rồi kéo cái khăn lên để chậm nước mắt thương xót. Cũng giống như một cái thằng lãnh đạo, nó khóc khi mà thấy một cái đứa bé nó bị một cái cây phượng đè xuống chết, khóc vì thương đứa bé đó. Đó là những cái thằng nước mắt cá sấu, những cái thằng giả tạo. Nhiều khi cô chú bác và các anh chị biết, nhiều khi mình nói về cái chế độ này á, thật sự cũng muốn kiếm những cái gì tốt để nói về nó lắm, chứ không phải không. Mà cũng trên cũng hay hỏi tất cả những cái bọn dư luận viên, cái bọn bò đỏ, những cái bọn mà đang bưng bô cho cái chế độ này đó, đưa ra những cái gì tốt đẹp của cái chế độ này, đưa ra những cái gì tốt đẹp mà đảng đã làm cho nhân dân. Trên cũng chẳng bao giờ thấy, trên chỉ thấy là họ lên là họ chửi tục chửi thề, họ chửi những cái người yêu nước, những cái người đã lên tiếng cho họ. Trên thấy một cái sự rất là lạ lùng trong cái xã hội này. Nói về cái vụ mà mùa dịch bệnh á, cô chú bác và các anh chị biết không, những cái nhân viên y tế ở bên cái chế độ này đó, họ gian nan lắm, họ vất vả lắm. Cô chú bác và các anh chị biết làm sao không? Không phải đơn giản là phải chăm sóc bệnh nhân, rồi làm việc thì giờ giấc thì cũng không có, cũng không có kịp thở, nhiều khi phải hy sinh để cứu người đó. Ở những cái nước mà phương Tây đó, theo như trên thấy đó, người dân bày tỏ cái lòng tri ân, tức là biết ơn những người mà gọi là bác sĩ y tá, với một cái tấm lòng thật sự là họ đã dấn thân vô cái vùng dịch bệnh đó, để cứu chữa cho những người mắc bệnh. Có khi tới giờ khoảng chừng chiều á, cái họ canh là khoảng 7-8 giờ gì đó, thì họ mới đồng loạt với nhau để hát bài hát cái gì đó, đi vỗ tay để cảm ơn những người đó, những người chiến sĩ áo trắng. Nhưng mà ở Việt Nam nó khác. Cô chú bác và các anh chị biết không, nó lạ lắm. Không những là gọi là không được cảm ơn, mà ngược lại, những cái người bác sĩ, y tá ở với cái chế độ mà cái chế độ thối nát này á, nó làm một cái chuyện rất là lạ. Còn phải đi đóng phim nữa. Cô chú bác anh chị thấy ở cái nước này có những cái chuyện nó rất là lạ. Tức là ngoài cái việc mà chăm sóc đồ và lo cho người bệnh đồ, còn phải biết đóng kịch, biết đóng phim nữa. Vì sao mà trên nói vậy? Bởi vì khi mà hô hào những cái khẩu hiệu quyết chiến đồ, phất cờ rồi, tại vì chống dịch như chống giặc mà, phải không? Dữ dội lắm, đi vô tuyên truyền ở trong những cái bệnh nhân đồ á, đó những người bác sĩ nha, chúng ta phải quyết tâm quyết chiến rồi chống dịch như chống giặc đó, rồi còn phải đứng đi làm gì nữa, phải đóng kịch nữa, phải đóng phim nữa, phải đứng nguyên một dàn để mà chào bệnh nhân đi rời bệnh viện nữa, rồi phải kêu báo chí đồ lại, rồi cái camera đồ quay phim chụp hình đồ, giống như là phải chào cảm ơn tiễn những người đã bị lành bệnh này, để tuyên dương cái đoàn bác sĩ y tá này. Thì trên có cái hình này vui lắm nè, cho cô chú bác và các anh chị coi nha. Một cái sự lố bịch lố lăng, trên chưa từng thấy ở một cái đất nước nào mà nó thể hiện một cái sự thối nát như là cái đất nước dưới cái chế độ đảng cộng sản này hết á đó. Cô chú bác và các anh chị thấy không, những người dân bình dân họ đâu có biết gì cái gì đóng kịch vậy đâu. Đứng một dàn đó để đóng kịch, để chào bye bye cô chú bác các anh chị về khỏe nha,
Rồi cái đầu này thì có cái thằng đó đứng chụp hình, quay phim để đem lên. Đó, đó cô chú bác và các anh chị thấy lạ lắm. Người ta nói á, về thời chiến á, thì có phim chiếu những cái thiếu nữ cầm súng bắn B-52 của Mỹ, mới ghê á. Thời bình thì có cảnh sát giao thông dẫn cụ già qua đường, hay công an. Cô chú bác các anh chị thấy rất là nhiều những hình ảnh là áo xanh với áo vàng đó, dắt người già qua đường, dắt trẻ em qua đường. Thì đầu kia đã có một thằng đã đứng để quay phim chụp hình sẵn để đem lên. Đó, hoặc là những cái thằng áo xanh áo vàng nó nhảy xuống để nó xong nó cứu người sắp chết đuối, nhưng mà nước thì lên tới đầu gối à. Rồi mùa dịch đó, thì y bác sĩ đều đứng lễ phép lắm để mà vỗ tay hoan nghênh bệnh nhân đã được chữa trị xong rời khỏi bệnh viện. Cho nên cô chú bác và các anh chị thấy một cái gọi là cái gì, chưa thấy một cái đất nước nào có những cái trò hề mà nó rẻ tiền đến bằng cái mức độ của cái chế độ này hết á. Cho nên người ta nói sao, đã gọi là cái tụi bay là cái loại có cái máu lừa rồi, tức là lừa dân những cái trò hề rẻ tiền, cái máu điểu trơ trẽn. Cho nên á, gọi là bản chất rồi thì không bao giờ nó bỏ được. Đây là những cái trò hề rất là rẻ tiền. Cô chú bác anh chị thấy có đất nước nào mà đang chữa dịch bệnh mà người dân xuất viện là phải đứng một hàng như vậy để chào, để chụp hình quay phim, để tặng bông không? Làm gì có, đâu có ai rảnh dữ vậy. Người ta, người này hết bệnh người ta mừng, người ta phải tập trung để mà lo cho cái người khác, chứ đâu có ai rảnh mà mặc áo đẹp rồi đứng nó xếp hàng rồi tặng bông quay phim. Chỉ có cái loại này nó rảnh thôi. Đó, lố bịch lắm, làm những cái chuyện rùi bu. Cô chú bác cái gì thấy rõ đó. Bây giờ Trang sẽ gửi đến một bài hát cho cô chú bác và anh chị. Và sau đó Trang sẽ gửi đến một cái tấm gương. Giống như Trang đã hứa, mỗi chương trình thì Trang sẽ đưa lên một cái tấm gương của những người hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa đã ăn học và thành công trên nước Mỹ. Bây giờ Trang sẽ hát một bài này rất là hay. Và Trang biết những cô chú bác đã có yêu cầu Trang nhiều ở trong cái những cái lời comment ở trong YouTube á. Thì tình cờ thì Trang thấy được. Và Trang cũng nghe cái bài này lâu rồi mà chưa có dịp để hát. Một cái bài sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, bài hát Chiều Mưa Biên Giới. Trang mời cô chú bác và các anh chị cùng thưởng thức cái bài này nha. Hãy
trong hơi áo ấm người liền xa xăm. Người đi khu chiến thương người hậu phương, chân con tớ vương thánh tướng thì đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi. Thật sự thì Jen cũng hát cái bài này lần đầu tiên à. Jen nghe mấy cô chú bác á nói là Jen ơi con hát bài này thử đi. Xong rồi Jen mới mở lên Jen nghe. Thì nghe thì cũng học được sơ sơ rồi. Thì hát vài lần thì nó sẽ thấm thôi. Thì Jen xin giới thiệu với cô chú bác và các anh chị một người tướng có tên là tướng Lương Xuân Việt. Jen sẽ gửi hình của anh cho cô chú bác và các anh chị cùng biết ha. Lương Xuân Việt với quân hàm thiếu tướng lục quân là vị tướng Mỹ gốc Việt có quân hàm cao nhất trong năm vị tướng người Mỹ gốc Việt hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Thiếu tướng Lương Xuân Việt là tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Ông được quý trọng và một trong những vị tướng tài ba đầy kinh nghiệm chiến trường,
có tầm nhìn chiến lược và được tin cẩn bởi Bộ Quốc phòng và Tổng thống Donald Trump. Cha của ông tên là Lương Xuân Dương, là cố cựu thiếu tá sư đoàn thủy quân lục chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông là người con trai duy nhất trong gia đình có 7 chị em gái. Khi rời Sài Gòn tháng 4 năm 1975, khi Cộng sản Bắc Việt đã chiếm vào miền Nam, thì lúc đó ông chưa đầy 10 tuổi. Cuối cùng với gia đình đã sang Hoa Kỳ tị nạn Cộng sản. Đến lượt Hoa Kỳ, gia đình ông đã chọn thành phố ở Monteview ở California để mà sinh sống. Sau khi tốt nghiệp cử nhân sinh học và cao học thạc sĩ khoa học quân sự tại Đại học Nam California, ông tình nguyện vào quân đội, mang cấp bậc thiếu úy bộ binh năm 1987 và được chọn là danh sách những cái sĩ quan hiện dịch giữ chức vụ trung đội trưởng rồi tới đội phó bộ binh. Ông được đề bạt sang sư đoàn 101 bị kích dù, lần lượt giữ các chức vụ đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng rồi lữ đoàn trưởng. Ông lần lượt giữ các chức vụ tác chiến cấp quân đội, đại đội rồi tiểu đoàn, cũng như tham mưu và huấn luyện trước khi được thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm vào chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 3, sư đoàn 101. Ông đã làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 trung đoàn 505 bộ binh nhảy dù của Hoa Kỳ vào năm 2005 và chiến đấu tại chiến trường Iraq với cấp bậc trung tá phục vụ chiến dịch người Iraq tự do. Thăng cấp đại tá, ông trở thành lữ đoàn trưởng cho chiến trường Afghanistan. Năm 2012, ông được đề cử Đại học Stanford để tham gia huấn luyện chính trị cao cấp. Ông được Chính phủ và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc chuẩn tướng lục quân Hoa Kỳ, tấn phong ngày 6 tháng 8 2014 để trở thành tướng Mỹ gốc Việt đầu tiên trong quân lực Hoa Kỳ. Ông làm tư lệnh phó sư đoàn kỵ binh số 1, phụ trách hành quân và tác chiến. Tháng 5 năm 2017, ông được thăng cấp thiếu tướng, là phó tư lệnh của quân đoàn 8, đóng tại Hàn Quốc. Ngày 28 tháng 8 năm 2018, Thiếu tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ tư lệnh lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Khi nghĩ về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thì Thiếu tướng Lương Xuân Việt đã từng phát biểu với lòng tri ân của ông. Mặc dù ông đang là sĩ quan phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng ông vẫn vinh dự nhận mình là quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa thế hệ thứ hai. Trong cuộc gặp gỡ với các cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa tại Washington hồi tháng 9 2015, ông đã cảm ơn các thế hệ đi trước. Xin có một lời đa tạ về thịnh tình của cộng đồng Việt Nam đối với tôi. Nói về bản thân, ông Lương Xuân Việt cho hay, khi vô quân đội, tôi không bao giờ nghĩ có ngày lên tướng. Nhưng khi lên tướng, tôi cũng nghĩ mình là một người may mắn. Tôi nghĩ đến công của cha mẹ, của đồng đội tại chiến trường. Tôi nghĩ tôi rất may mắn vì tôi sống ở một đất nước tự do. Và tôi là sĩ quan của một cường quốc. Và tôi cũng rất may mắn trong dòng máu dân tộc có 4.000 năm dân hiến. Và trong dòng máu tôi có dòng máu Quang Trung, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo và Ngô Quyền. Tổ quốc sẽ mãi mãi ghi ơn anh em chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng nói gia đình ông có gắn bó với các quân nhân từ trường sĩ quan Thủ Đức. Ông nhắc về một người cậu đã bị bắt đi cải tạo, rồi sau được trả về thì lại bắt vào tù thêm mười mấy năm nữa vì tội phản động. Trong lần phát biểu, ông cũng nhắc lại lời người cha rằng luôn phải nghĩ về danh dự của các binh sĩ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, kể cả khi họ có khổ đau bao nhiêu, thân thể không còn nữa. Ông luôn đề cao danh dự và tổ quốc là trách nhiệm và bổn phận của một quân dân Mỹ gốc Việt, luôn trân quý, gìn giữ và noi gương sáng danh của danh dự của một sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa và danh dự của cả một đất nước. Hơn nữa, tướng Lương Xuân Việt từng phát biểu về vấn đề lịch sử Việt Nam Cộng Hòa cần được bảo tồn. Bản thân ông rất là muốn dư luận Hoa Kỳ biết đến những cái đóng góp hy sinh của các quân nhân Mỹ gốc Việt cho quốc gia và cho cả quân đội Hoa Kỳ. Thì Chen đã giới thiệu đây là người thứ hai, là những cái người tướng rất là giỏi đã ăn học và thành công và đang làm trong quân đội của Hoa Kỳ, rất là hãnh diện. Đây là những thế hệ hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa. Chen thấy rất là vui khi mà giới thiệu các anh này.
Trên có một cái bài hát này nó xưa ơi là xưa, một bài hát nó xưa như trái đất, mà Trên thấy nhiều cô chú bác rất là thích bài này. Cái bài hát là Có Những Người Anh, và Trên sẽ hát cho cô chú bác và các anh chị nghe. Cái bài hát này sáng tác của Võ Đức Hảo. Mà thật sự mà nói đó, nếu mà những cô chú bác không có nhắn cho Trên là Trên ơi con tìm cái bài hát này thử coi, thì Trên sẽ không bao giờ có thể biết được những bài hát này. Trên nói thật lòng với cô chú bác và các anh chị là như vậy. Tại vì những cái bài hát cái thời mà Trên chưa sanh ra và ít được nghe nữa, thì làm sao mà biết về những bài hát này. Cho nên sẵn đây Trên rất là cảm ơn những cô chú bác, những người đi trước đã giống như là tìm ra được những cái bài hát hay để mà gửi cho Trên. Đây là một bài hát để tuyên dương những cái anh lính Việt Nam Cộng Hòa, rất là dễ thương và với một cái âm điệu rất là vui tươi, thì Trên sẽ hát bây giờ đây để tặng cho cô chú bác và các anh chị nè. Tha thiết cuộc đời đôi môi thắm duyên, quê hương trong khói lửa mùa chinh chiến, quê tình quên yêu sông pha chiến tuyến. Có những người anh tôi đã quyết lâu, năm tháng kề nhau chia bao khổ đau, thôn quê xa vắng hôm nào biệt ly, không ngại mùng đi trong ánh nắng đào. Là muôn tiếng ca vang vang tận cõi lòng, là trong tiếng chim muôn líu lo ngoài sân. Các anh là vầng mây muôn phương, các anh là niềm vui quê hương, là tia nắng mai réo trên vạn nẻo đường, là cơn gió mang hương thơm tận ngàn phương. Anh hỡi người trai đi trong gió sương, lưu luyến gì không khi xa cố hương, non sông hoa gấm đang chờ nơi anh, mang về vinh quang tự do nó ấm. Đâu những mùa xuân hoa khoe sắc tươi, đâu những mùa xuân nghe lá úa rơi, yêu sông yêu núi tươi cười ra đi, anh là người tôi thương mến muôn. Là niềm vui quê hương, là tia nắng mai
Trinh thấy một cái bài hát rất là dễ thương và Trinh thích cái câu là anh là người tôi thương mến suốt đời đó. Tại vì đây là những anh lính và những anh lính thì rất là dễ thương, đã hy sinh cái bản thân của mình để vì quê hương đất nước, cho nên xứng đáng được tình yêu thương của các cô, các anh, các chị, các người mẹ. Cho nên nói về những người lính thì Trinh rất là thích. Vì sao mà Trinh thích hát nhạc lính là như vậy đó? Tại vì rất là anh hùng mà cũng có những cái dòng nhạc rất là vui tươi, dí dỏm. Tại vì Chanh biết những anh lính cũng rất là dễ thương. Mà Chanh nói thiệt là Chanh mà sống ngay thời chiến thì chắc cũng sẽ yêu một người lính. Tại vì rất là tuyệt vời khi có người yêu là lính. Còn bây giờ thời bình rồi thì mình sẽ yêu một cái người sẽ cùng chí hướng với mình, hãy cùng với Chanh để chống lại những cái ác, chống lại cái bọn tà quyền Đảng Cộng sản, để cho người dân sẽ thoát khỏi cái địa ngục này để mà sống tự do, văn minh, no ấm thì cũng đáng được yêu lắm chứ. Cho nên các anh ở thời này thì hãy là đồng đội của Chan ha. Bây giờ mình may mắn mình sống trong thời bình, không có phải nhìn thấy các anh đi lính nữa, hẹn ngày không biết chừng nào về thì bây giờ sướng gần chết luôn. Hẹn cái là có liền, hẹn cái là nhìn thấy liền, đâu có cần phải sợ ngồi lo là trời ơi anh đi lính chừng nào anh mới về. Em ở nhà em lo lắm, em rầu lắm, cho nên thời này sướng quá. Cho nên các anh hãy là đồng đội của Chan đi. Chan sẽ Chan rất là mong là một chút xíu nữa đó, Chan có một cái phần 2 của chương trình đó. Chan sẽ dành một khoảng thời gian ra để nói về những người mẹ. Bởi vì đây là tháng 7 là tháng của lễ Du Lan báo hiếu, cho nên Chen sẽ dành một khoảng thời gian để mà dành những cái bài hát hay và những cái tình cảm rất là đặc biệt cho đấng sinh thành. Và bên cạnh đó Chen cũng sẽ nói về cái phần giới trẻ bây giờ vô cảm như thế nào dưới cái chế độ này, những tệ nạn xã hội rất là nhiều. Cho nên đó là những cái vấn đề đang hiện thực trong cuộc sống Chen muốn chia sẻ cùng cô chú bác và các anh chị, để Chen có dịp học hỏi và những người khác cũng có thể vào để mà trao đổi những ý kiến. Đó là cái nơi mà Chan và tất cả cô chú bác và các anh chị chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau những cái gì còn thiếu sót. Cho nên Chan rất là cần cô chú bác và các anh chị hãy lúc nào cũng ở bên cạnh và ủng hộ tinh thần, cũng như là hãy góp ý kiến thật là nhiều để cho những người khác cũng cùng đọc được những cái ý kiến của mình. Đó là một cái cách mà học tập và trao đổi hay nhất, đó là cứ viết những cái comment, viết những ý kiến của mình. Chan cũng học hỏi từ đó, từ những cô chú bác, những người đi trước. Thì Chan còn một cái bài hát, hai cái bài hát rất là hay để Chan tạm biệt trong cái phần 1 này. Và Chan rất là muốn hát cho cô chú bác anh chị nghe một cái bài này của nhạc sĩ Anh Bằng, Anh Còn Nợ Em. Một bài hát rất là hay và Chen nghe nhiều các anh chị đi trước, những người ca sĩ chuyên nghiệp họ hát rất là hay. Và hôm nay là lần đầu tiên Chen hát cái bài này. Chen không biết nó thấm hay là chưa thấm, nhưng mà vẫn muốn hát cho cô chú bác và các anh chị nghe để tặng cho mọi người, những người còn yêu nhau, đang yêu nhau và sẽ yêu nhau. Anh còn nợ em. Nếu mà nói đang yêu thì sẽ nợ rất là nhiều, cho nên phải trả nợ cho cả cuộc đời thì mới hết được.
dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chiêm về núi nhà, trời mơ còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Còn nợ em dòng xưa bên cũ, dòng xưa bên cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em chiêm về núi nhà, trời mơ còn nợ em. Cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh con nợ em. Sẽ hát tặng cô chú bác các anh chị một cái bài nữa rồi mình sẽ tạm ngưng ở đây, và sau khoảng 15-20 phút thì Chen sẽ quay lại ở phần 2 nha. Tại bài hát này hay lắm, Chen không hát thì cũng chịu không nổi. Một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sa, phải không ta? Chen có nhớ lộn không? Và xin còn gọi tên nhau, Chen sợ nói không có đúng mà. Trường Sa làm như Trường Sa Hoàng Sa nên làm như nhớ quá. Đây là nhạc sĩ Trường Sa, xin còn gọi tên nhau. Thì sau khi Chen hát xong bài này thì Chen sẽ tạm biệt một chút xíu, 15 phút
20 phút gì đó Trang sẽ quay lại ở phần 2. Trang rất là mong gặp lại đầy đủ cô chú bác và các anh chị nha. Nếu thiếu một người Trang cũng buồn lắm á. Bây giờ mình nghe cái bài nhạc này ha. Hát bay trên hàng phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân hao mòn. Chợt nghe mùa thu bay trên trời khơi, còn ai giữa mênh mông đời mình, nỗi đau mù lắm trên tuổi thơ. Vẫn hoang vu từ lúc anh đi, rồi trong mưa gió biết ai vô về. Bàn tay nào đưa em trong lần vui, bằng những tiếng chim non thì thầm, cho ngày tháng ưu phiền em. Gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình mãi kêu thầm tên. Giờ
xin ngừng chút xíu thôi, khoảng 15 phút thôi, Trang sẽ quay lại với cô bác và các anh chị. Mình sẽ ngồi bằng để mình gọi là thảo luận, bàn luận cũng được, chia sẻ một cái chủ đề nữa mà hôm nay Trang rất là muốn gửi đến cô chú bác và các anh chị. Đầu tiên thì Trang phải dành cho cái tiếng thân thương và thiêng liêng là mẹ. Thì tháng Du Lan, cho nên Trang muốn dành một ít thời gian để nói về những người mẹ. Và bên cạnh đó, Trang cũng không quên nói về cái hiện trạng của xã hội Việt Nam, giới trẻ của Việt Nam gọi là thờ ơ, rồi vô cảm, và những cái tệ nạn xã hội nó đang xảy ra như thế nào. Trên rất mong gặp lại cô chú bác và các anh chị. Bây giờ Trên tạm ngưng chút xíu nha. Trên chào cô chú bác và các anh chị, chút xíu mình gặp lại.